Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Thì tôi sẽ chia sẻ màn hình thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Để tôi một chút tôi. Rồi. Tức là tôi giới thiệu các bạn cái phiên bản mới nhất là cái bản là STKB 4.5. Thì đây là một cái bản trung gian. Thì vì thời gian rất là gấp cho nên chúng tôi cứ tạm thời đưa ra một cái bản gọi là bản này. Thực ra là đáng lẽ là năm ngoái là 4.0 mạnh lên 5.0, nhưng vì chúng tôi không kịp chưa kịp làm một cái phiên bản mới nhất là 5.0 thì nó quá là phức tạp, cho nên chúng tôi tạm thời đưa ra một cái bản trung gian để chuẩn bị sẵn sàng cho cái bản của năm tới. Thì tôi sẽ trình bày một số những ý chính của cái phiên bản này nhé. Cũng là một phiên bản nó rất là tốt đấy. Thì tôi sẽ trình bày nhanh, tôi không trình bày sâu hơn vào cái slide này tôi sẽ gửi cho các bạn nhé. Nhưng mà slide này thì các bạn đã biết hết cả rồi, tôi chỉ trình bày một số những ý chính thôi để chúng ta cứ hình dung nhé. Thì chúng ta sẽ bắt đầu này. Thì đây là cái link mà các bạn có thể tải về qua cái bản demo và bản chính thức. Cái bản demo là cái bản mà có hầu hết tất cả các tính năng, thì trừ ra một vài cái tính năng mà theo chúng tôi nó là tương đối quan trọng thì để lại, còn lại đa số là nó cũng cho phép là khởi tạo file, cho phép là nhập dữ liệu, cho phép là xếp tinh chỉnh tất cả mọi thứ. Thì chúng ta chưa nào mà chưa mua, chúng ta có thể tải cái bản demo này về trước thì chúng ta xem dùng thử. Thấy thích thì chúng ta sẽ mua, thì chúng ta sẽ có bản, chúng ta sẽ tải cái bản chính thức. Đây, thì cái bản chính thức này thì chúng ta sẽ để tôi một chút. Để tôi một tí nữa. Cái bản chính thức này thì chúng ta sẽ như sau. Thì chúng ta muốn chạy được, chúng ta phải dùng cái phải mua và có và sẽ được cấp một cái key. Đấy. Thì cái key là mỗi một máy tính là một key thôi, đơn giản như vậy thôi nhé. Thì cô Hường, đây là tôi cho các bạn xem cái số điện thoại của cô Hường. Các bạn cứ liên hệ tất cả đều với cô Hường này nhé. Hường cô sẽ là người mà lo với phụ trách cái chuyện là cấp phần mềm và bán phần mềm. Thì tôi sẽ được trình bày một số cái ý mới của cái phiên bản này, và cũng nói luôn là cái vì sao có cái bản trung gian này và cái bản sắp tới là như thế nào nhé. Thì phiên bản mới này nhìn là như sau này, là cái phiên bản mà năm nay là năm đầu tiên mà nó phiên bản này là hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả cái mô hình các trường học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đấy. Như vậy là bây giờ trong chương trình sẽ khi chúng ta khởi động cái chương trình vào mới tinh thì trong chương trình sẽ hoàn toàn các cái môn học là môn học mới hết, không có môn học cũ nữa nhé. Thì chúng ta hình dung như vậy, chương trình đã hoàn toàn hỗ trợ chương trình giáo dục phổ thông mới và toàn bộ tất cả các tiết chuẩn, các cái phân công giảng dạy, các cái phân công về chuyên môn ấy, các phân bổ tiết ấy là đều theo chương trình giáo dục phổ thông mới của chúng ta. Thì trước khi mà tôi thêm một chút nhé, thì chương trình giáo dục phổ thông mới của chúng ta là như này này. Nếu chúng ta mà nhìn vào chương trình giáo dục phổ thông mới thì nhiều khi nó hơi bất cập. Không hình dung hết so với cái thể phát biểu của chúng ta, thì chúng ta phải chú ý. Tức là theo chương trình giáo dục mới nhất thì toàn bộ tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12 đều học trong một tuần lễ là không quá là 30 tiết. Không quá là 30 tiết. Như vậy là về bản lý thuyết mà nói thì môn trường học chúng ta là mỗi một lớp học như vậy chỉ học một buổi thôi, học sáng hoặc là chiều. Thì thông thường các trường như sau, các trường nó sẽ phân công là mỗi lớp như vậy sẽ học một buổi chính như là buổi sáng, và buổi chiều sẽ là cái trình học thêm hoặc phụ đạo hoặc là chúng ta làm thế nào đó. Nhưng một số trường ấy, do cái hoàn cảnh, nhất là với cái trường tiểu học ấy, thì họ sẽ san sẻ cái 30 tiết đó chia đều cho cả hai buổi sáng chiều và không phân biệt. Đặc biệt là các trường tiểu học và một số trường trung học cơ sở là họ phân bổ cái 30 tiết đó là bổ đều cho sáng và chiều. Thậm chí họ còn đưa thêm vào một số tiết nữa cho nó phủ kín cả sáng và chiều. Để chúng ta chú ý. Như vậy là giữa cái thời khóa biểu của các lớp, các trường tiểu học khác một chút, trường cấp 2 khác một chút, trường cấp 3 là khác một chút. Thông thường các trường cấp 3 là các trường mà nó hoàn toàn học tách biệt sáng và chiều riêng.
Còn trường cấp 2 thì một số trường là học tách biệt sáng chiều riêng, nhưng một số trường là hòa lẫn sáng và chiều thành một. Còn đa số trường tiểu học, như tiểu học của thành phố thôi, và huyện nông thôn nhiều, cứ trường tiểu học thành phố, đa số là họ gộp chung tất cả, gộp chung tất cả sáng và chiều thành một. Coi như là học một buổi, học một cái buổi lớn, một cái buổi dài suốt từ sáng cho đến chiều. Thế nên chiều chúng tôi đã hỗ trợ cái đó rồi nhé. Thì như vậy là chúng ta chú ý là chương trình của chúng tôi là đã hỗ trợ cho mô hình các nhà trường học là có các lớp học, hoặc có thể học riêng sáng hoặc riêng chiều, hoặc là học gộp cả hai buổi, học cả hai buổi sáng chiều. Đấy. Thì chỗ này là chỗ rất quan trọng, cho nên tôi sẽ nói kỹ chỗ này nhé. Và đặc biệt năm nay là cái bản mới này là chúng tôi đã bổ sung rất là nhiều những cái khuôn dạng để đưa dữ liệu ra Excel. Thì như vậy hiện nay là do cái nhu cầu in ấn ý, thì có biểu nó rất lớn, rất đa dạng, cho nên không thể chúng tôi không thể phát triển những cái lệnh in cụ thể theo từng form một nữa, mà chúng tôi đưa tất cả những yêu cầu về in ấn thì có biểu ấy vào một chỗ thôi, tức là vào cái lệnh là đưa dữ liệu ra Excel. Như vậy trong chương trình của chúng ta, các bạn chú ý là trong chương trình của chúng ta thì cái lệnh này rất quan trọng này. Đây tôi demo. Đây chính là một cái phần mềm đã được mở rồi nhé. Đã được mở và đang mở một cái chương trình. Và chúng ta chú ý là nó có cái lệnh trong lệnh hệ thống ấy, nó có cái lệnh là ghi ra Excel. Thì lệnh này nó càng ngày nó càng trở nên là quan trọng. Tôi cho các bạn xem luôn nhé. Đây là một thầy cô biểu mà của một cái lớp, của một cái trường có sẵn, tôi chỉ mở ra tôi cho các bạn xem thôi. Thì cái lệnh là lệnh đẩy ra Excel này, là cái lệnh rất quan trọng. Thì càng ngày cái lệnh này nó càng trở nên là quan trọng. Thì phiên bản này này là chúng tôi đã bổ sung rất nhiều những cái đầu ra cho cái thầy cô biểu này. Thì trong quá trình mà các thầy cô mà làm thầy cô biểu của mình ấy, nếu mà các thầy cô mà muốn có một cái form khác ấy, đây là cho các thầy cô xem. Muốn có một cái form khác để các thầy cô có thể đưa chúng tôi sẽ điều chỉnh. Chúng tôi sẽ điều chỉnh và đưa thêm vào cái đợi một chút. Đợi một chút nhé, làm máy nào bị treo. Rồi. Đây là cái em này. Đây chính là cái đầu ra vừa rồi đấy, cái đầu ra của chương trình. Đây thì nó ra một cái file này. Một cái file này mà nó có rất nhiều những cái sheet theo, nó rất nhiều. Một cái sheet này là một khuôn dạng đầu ra của thầy cô biểu, nó rất nhiều đấy, chúng ta chú ý nhé. Hiện nay cái số lượng các cái sheet này nó lên đến 30-40 cái, nhưng tôi không nhớ, nó quá nhiều luôn. Thì chúng ta chú ý, trong tương lai nó có thể nó còn mở rộng nữa. Thì đây là những cái mà hầu hết tất cả cái sheet này là cái sheet mà phần lớn là theo của các nhà trường ấy, thì chúng tôi bổ sung thêm vào, thì mỗi cái phiên bản mới lại bổ sung thêm vào một ít nữa. Thì chúng ta thấy nó có rất nhiều khuôn dạng khác nhau nhé. Thì như vậy hiện nay là cái lệnh đẩy ra Excel là một trong những rất quan trọng của phần mềm. Thì cái lệnh này vì nó mở rộng dễ hơn, mà nó dễ dàng mở rộng, thì mỗi lần mở rộng chúng ta lại thêm một cái sheet thôi. Cái số lượng sheet đây là thoải mái này, là chúng ta thấy không? Đây là thời điểm của các lớp này, đấy, từ lớp một cả sáng đến chiều này. Thì chúng ta chú ý nhé. Thì như vậy sau này nếu có thầy cô mà muốn có thêm cái form mới thì chúng ta sẽ email cho chúng tôi sẽ bổ sung thêm. Hiện nay vì thời gian không có cho tôi nên tôi chưa có cái tổng kết, thì khi nào tôi có rỗi tôi sẽ tổng kết lại toàn bộ tất cả những sheet này là cái gì. Hiện nay tôi chưa có gì tổng kết nhé, vì nó quá nhiều và nó thêm rất là nhiều, chứ tôi không nên tôi chưa bận quá, nhưng chưa có lúc nào. Năm nay là vì 3 năm vừa rồi tôi bận quá một cái chuyện là viết sách giáo khoa này. Cái sách giáo khoa xong rồi thì lại tập huấn giáo viên nữa, chúng ta rất là bận. Thì hy vọng đến tháng 9 này là xong toàn bộ cái bộ sách giáo khoa thì xong hết. Thì bây giờ tôi sẽ có thời gian hơn, tôi sẽ quay lại viết thêm cho các thầy cô nhiều những cái thông tin mới hơn, hay là hướng dẫn kỹ hơn về các thầy cô biểu này. Đấy, thì các thầy cô thông cảm nhé. Hôm nay là tôi chưa có cái điều kiện để mô tả kỹ hơn tất cả những cái sheet này. Đó. Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại cái này nhé. Đấy. Thế đây là tổng quan. Thế bây giờ tôi nói nhanh một vài cái khái niệm và đối tượng cơ bản của một thầy cô biểu trong một nhà trường. Cái phần này là cái phần tổng quan mà nó rất là
là quan trọng, là chú ý nhất. Đầu tiên là cái khái niệm là cái đối tượng gốc của một thương hiệu là cái gì. Đấy. Thì nó có cái đối tượng, và nó có ba đối tượng chính là lớp học, môn học và giáo viên. Thật ra nó còn thêm một đối tượng nữa, nhưng tôi ghi vào đây là phòng học nữa. Đấy. Nhưng mà hiện nay đa số trong mô hình các nhà trường đại học, các trường phổ thông Việt Nam thì lớp nào là cứng ở trong phòng học đó, cho nên là hầu như là không có cái thêm cái đối tượng mới cho phức tạp là phòng học. Tuy nhiên trong máy chính là có khái niệm là phòng học. Hiện nay cái phòng học của chúng ta ấy, thì thật ra là chỉ ra là chính là các cái phòng thí nghiệm mà môn lý, môn sinh, môn gì, môn hóa, hay là phòng tin học. Tuy nhiên trong chương trình đã có một thông tin rất quan trọng, một cái ràng buộc rất quan trọng để mà ràng buộc vào phòng học này, thì lát nữa tôi sẽ nói. Cho nên là đối tượng chính bây giờ tôi chỉ nói thì ba thứ đối tượng là lớp, môn học và giáo viên. Thì đây là cái ba đối tượng chính, là đối tượng chính của cái của một cái kho biểu. Thì với môn học nó chỉ có là danh sách môn học thôi, được chưa? Danh sách môn học thì môn học như vậy, nó có là cái mã môn học, nó có cái tên môn học, và trong một nhà trường thì các môn học là có cái mã học, các cái mã và tên môn nó phải là khác nhau. Nhưng môn học đơn giản như vậy, nhưng với lớp và giáo viên thì phức tạp hơn. Với lớp và giáo viên thì ngoài cái chuyện là có danh sách lớp học, chuyện lớp 10A, 10B, 10C, 10D và vân vân, lớp 11A, 11B, 11C, lớp 5A, 5B, 6A, 6B, 6C vân vân, thì giáo viên thì nó có là mỗi giáo viên nó có hai tham số chính là mã giáo viên và tên giáo viên. Tên giáo viên có thể trùng nhau, trong một nhà trường có thể có hai cô tên là Trần Thị Vân chẳng hạn, nhưng mà cái mã là khác nhau. Chú ý nhé, cái mã là cái rất quan trọng, cái mã là để người xuất kho biểu là phân biệt giáo viên này và giáo viên khác. Cho nên việc có hai cô Vân như vậy trùng tên thì chúng ta sẽ ký hiệu là mã là Vân 1, Vân 2, hoặc là Vân Văn, Vân Toán, tùy chúng ta, nhưng nó phải là khác nhau từ đây một. Thì cái lớp học, môn học giáo viên này thì cái lớp học của giáo viên thì ngoài cái khái niệm là danh sách lớp, danh sách giáo viên, ngoài ra còn có hai thông tin rất quan trọng nữa là thời khóa biểu lớp và thời khóa biểu giáo viên. Đó. Như vậy là mỗi một lớp, gọi là 10A chẳng hạn, nó ứng với một cái thời khóa biểu của lớp 10A. Mà thời khóa biểu lớp 10A là cái gì? Là gồm có hai cái bảng, là bảng thời khóa biểu sáng và bảng thời khóa biểu chiều. Mỗi bảng như vậy là một cái lưới vuông có là 7 cột từ thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, thứ bảy, cả chủ nhật nữa, và còn có 5 hàng là tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 5. Là chúng ta chú ý nhé. Như vậy là mỗi một giáo viên cũng vậy, là có một cái là nó có một cái ứng với một cái gì, ứng với một cái thời khóa biểu của nó. Như vậy là khái niệm là đối tượng, chúng ta chú ý để tôi vẽ ra cho chúng ta hình dung nhé. Như vậy là mỗi một chúng ta có ba cái đối tượng chính này. Đây tôi viết ba cái đối tượng chính nhé. Một là lớp này, hai là môn này, và ba là giáo viên. Thì với lớp thì nó chỉ có tên lớp thôi, nó không có mã lớp. Tên lớp khác nhau từng nơi một. Với môn thì nó có mã môn và tên môn. Tên môn cũng phải khác nhau và mã môn cũng phải khác nhau. Nhưng vì sao vậy, yêu cầu là có hai cái thì như này. Vì cái mã môn thông thường làm kiệu ngắn này, ví dụ như là văn thế này thôi. Đấy. Chứ nó tên mã là cái mã môn, còn tên của môn thì nó làm ví dụ như là văn học. Đấy. Văn học. Nó dài hơn một chút. Vấn đề là gì? Cần mã môn để làm gì? Cần mã môn để mà khi chúng ta cần in ra một thời khóa biểu mà nó cần, vì trường ngang rất là ngắn, chúng ta in cái mã môn ra là được thôi. Mã môn là chúng ta cứ định quy định là mã môn là mỗi cái mã môn nó cùng lắm là 4 ký tự thôi, văn là viết ngắn là thôi. Còn tên môn có thể dài, vì tên môn là đạo đức và pháp luật rất là dài, chúng ta viết ngắn lại. Đấy, thì mã môn là như vậy. Còn cái giáo viên này thì gồm có hai thông tin là mã giáo viên và tên giáo viên. Tên giáo viên đây chúng ta hiểu là tên đầy đủ đấy. Tên giáo viên thì chúng ta có thể ghi giáo viên có thể trùng nhau, tên giáo viên trùng nhau được. Trong lớp chúng ta có hai, trong trường chúng ta có hai giáo viên có trùng tên nhau, nhưng mã là khác nhau từng đề một. Chú ý nhé. Thì đây là những thông tin rất là cơ bản của các đối tượng chính của thời khóa biểu. Ngoài ra thì lớp học và giáo viên còn có hai thông tin rất quan trọng.
Đấy, chúng ta chú ý nhé. Nó còn có hai thông tin rất quan trọng là chính là cái thầy cô biểu. Đấy. Mỗi một cái lớp nó ứng với chúng ta là trong lớp chúng ta là có hai thầy cô biểu. Nếu lớp đó là lớp học hai buổi, còn nó nếu mà lớp nó chỉ học riêng sáng riêng chiều thì nó sẽ có một bảng thôi. Đấy. Vậy nó có gồm hai bảng nhé. Hai bảng này là cái bảng này là kích thước là như sau. Là cái số cột là 7 cột, ứng với là thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật. Nhưng mà thông thường thì trên màn hình nó thì nó ẩn những cái cột chủ nhật, chỉ hiện ra cột thứ 2, thứ 7 thôi. Đấy, thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5, 6, 7 chủ nhật chẳng hạn. Đó. Thì cái cột đèn phần ẩn đi. Và chúng ta nhìn thấy là đến tiết 1, tiết 2, tiết 3, 4, 5. Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy trên màn hình là nhìn thấy một cái lưới gồm có 5 cột, 5 hàng và 6 cột. Và như vậy phân biệt đây là sáng riêng và chiều riêng. Đấy. giáo viên cũng vậy gồm mỗi giáo viên gồm có hai cái em ứng với là hai cái bảng sáng và chiều, được chưa, cũng hết như vậy, cũng là cái lưới như thế này đó. Thì như vậy là mỗi giáo viên sẽ có một cái lưới riêng của mình, hai lưới riêng, mỗi lớp có hai lưới riêng, và tất cả cái này đều là cái đối tượng chính của thầy cô biểu hết. Nhưng mà chúng ta chú ý nhất còn rất quan trọng nhé. Tất nhiên là giữa cái thầy cô biểu lớp giáo viên này nó có liên quan đến nhau, chúng ta chú ý nhé. Ví dụ cái ô này, đây là của lớp 10A chẳng hạn. Cái ô này là ô là môn toán, mà giáo viên là Vân chẳng hạn. Đấy môn này nhé, môn này là của giáo viên Vân nhé. Thì giáo viên Vân ở đây thì tại cái ô đúng với nó ứng là như là tiết 2 ngày thứ tư chẳng hạn. Thì chỗ này phải ghi chỗ này là phải lớp 10A và môn Văn. Đấy, là cô Vân ở đây. Như vậy là giữa hai cái bảng lớp và giáo viên này nó có liên quan đến nhau. Đấy, nó phải nó không bị nhầm. Chứ nếu mà cái ô này của lớp 10A là ghi là giáo viên Vân dạy lớp 10A, mà tại cái ô này của giáo viên Vân mà ghi là dạy lớp 10B thì là sai, đó là một thứ biểu bị sai, bị sai về mặt logic. Đấy. Thì cái một trong cái khó phức tạp nhất của thầy cô biểu là làm sao mà thể hiện thầy cô biểu của lớp giáo viên nó phải tương thích, nó không bị lỗi logic. Thầy cứ một thứ gọi lỗi logic, mà lỗi logic thì là thầy cô biểu là vứt đi. Chỗ này là chỗ rất quan trọng, nhưng đây là một trong những chỗ mà rất khó nhất của bài toán thầy cô biểu là như vậy. Thì như vậy là toàn trường chúng ta, vì là chúng ta có 50 lớp thì ứng với nó là có 100 cái lưới như này, mỗi lớp này còn là có hai lưới, trường chúng ta là có 70 giáo viên thì như vậy là có 140 cái lưới như vậy, thành chung đó. Như vậy là bài toán thầy cô biểu làm sao là nó xếp được vào đây, xếp vào đây các cái tiết học ở đây của lớp và của giáo viên nó phải tương thích với nhau, mà phải xếp hết, không được thiếu một cái ô nào cả. Đấy. Trong một thời biểu của lớp đây, thời biểu của một lớp đây, chúng ta quy định là buổi sáng ở đây là có tiết chào cờ, ở đây một vài tiết là khóa không học ở đây, và còn lại là phải xếp kín, không được hở chỗ nào cả. Được phân công dạy là chúng ta đi trong nhà trường của chúng ta lớp 10A này được phân công giảng dạy là 27 tiết. Ví dụ thế nhé, 27 tiết thì có một tiết chào cờ và hai cái ô không học, cộng lại là 3, như vậy là 27 cộng 3 là phải được bằng đúng là 30. Đấy, 30 là tròn, và cái số tiết được phủ ở đây nó phải là 9. Thì chỗ này là một trong những chỗ phức tạp nhất mà rất nhiều giáo viên cho giờ phút này, rất nhiều giáo viên mà khi tôi trao đổi thì họ cũng không hiểu, vẫn rất là mơ về chỗ này, không hiểu sao giờ em xếp thế nào mà nó không hiểu vì sao là nó hở lung tung như thế này. Thông báo là xếp xong rồi mà là hở lung tung như này, thế là vì sao? À, đó là vì các bạn làm không đúng thôi, các bạn làm không chuẩn. Con dung chỗ này là chỗ tương đối phức tạp, thì lát nữa tôi sẽ nói kỹ hơn nhé. Đó thì đó, cái này toàn bộ cái này nó là cái bộ dữ liệu chính của một thầy cô biểu, chúng ta nó là rất quan trọng, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Về cái thời gian và khuôn dạng thầy cô biểu thì tôi đã nhắc rồi, tức là khuôn dạng thầy biểu chúng ta trong trường phổ thông là khuôn dạng là xếp theo tuần. Một cái ô như vậy, một cái ô lưới như vậy đấy, là thứ hai đến chủ nhật và là có 5 tiết như là một tuần. Và lớp học có thể học hai buổi sáng và chiều. Cho thêm một chút nữa nhé, thì nó thêm nó kỹ hơn, mà thêm một chút để chúng ta có cái hình dung như này nhé. Đây thì nói chung là trong cái môn thầy cô biểu thì mỗi một lớp, như là mỗi lớp là nó có hai cái lưới sáng và chiều, mỗi bên nó có hai lưới sáng và chiều.
Được chưa? Thì ngoài ra, ngoài ra, ngoài cái lưới này ra, ngoài hai lưới ra thì chúng tôi bắt đầu từ cái phiên bản mới này thì chúng tôi sẽ xác định lại, định nghĩa lại một khái niệm mới là khái niệm là nhà trường theo mô hình 2B. Thì như sau, lớp học hay là nhà trường nhé, nhà trường theo mô hình, theo mô hình 2B, đây là một khái niệm là mới nhé. Một cái câu chữ 2B là hai buổi, nhưng mà thực ra là rất là mới. Thì năm nay chúng tôi đã cái phiên bản 4.5 này là phiên bản là lần đầu tiên chúng tôi định nghĩa lại cái khái niệm là mô hình 2B để chúng ta hình dung. Thì mô hình 2B là cái gì? Mô hình 2B là mô hình sau là cái mô hình mà tất cả các lớp đều học hai buổi và hòa lẫn vào với nhau, không phân biệt sáng chiều nữa. Đấy, mô hình hai buổi là một. Thì mô hình lớp mô hình nhà trường 2B là mô hình như sau, là một là tất cả các lớp đều học hai buổi học nhé, hai buổi và không phân biệt sáng chiều, và không phân biệt sáng chiều. Đấy, thì đây là một khái niệm là mới nhé. Cái phiên bản cái mô hình là mô hình hai bên này, ở trong cái phiên bản trước là cũng có nhưng mà nó đều không chính xác, chúng tôi năm nay chúng tôi chỉnh sửa lại. Thì cái bản 4.5 mới này là bản mà lần đầu tiên đưa ra khái niệm là hoàn toàn mới, là mô hình lớp, mô hình 2B hay là mô hình trường 2B hay là mô hình lớp 2B nha. Thì đây là mình sau là mô hình mà là tất cả các lớp đều học hai buổi và không phân biệt sáng chiều. Đấy. Thì với cái mô hình lớp 2B này thì như thế nào, thì như sau, nói thêm một chút để chúng ta hình dung nhé. Và để tôi nói là vì sao lại đưa ra cái mô hình này mới này, và định nghĩa lại như này là vì thực ra đây là đặc thù của Việt Nam thôi. Vì Việt Nam mình chúng ta là cái mô hình là một nước mà gọi là nhiệt đới đấy. Buổi trưa rất nóng, ban chuyên hầu hết thầu như tất cả các chúng ta, tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta, mọi thứ trong cơ quan, trong trường học, trong tất cả các trường đại học cũng vậy thôi. Tất cả đều phân biệt sáng chiều. Không có chuyện là không phân biệt sáng chiều. Nhưng mà cái mô hình lớp này này là mô hình là không phân biệt sáng chiều. Vì sao lại như vậy? Thì tôi nói mô hình là rất là hiếm, không phải có, nhưng mà tuy sao ở Việt Nam mình cũng có nhé, là như này. Với cái mô hình 2B này thì như sau, chúng ta chú ý. Thì như vậy là các cái lớp đó, các lớp học của chúng ta thì nó sẽ có một cơ thể không biểu chung cho cả sáng chiều như này. Đó, nó có một cơ thể không biểu chung và người ta không phân biệt sáng chiều. Lớp cái theo biểu của chúng là như sau, là theo biểu của chúng nó là như sau, là từ thứ hai chủ nhật, nhân viên cũ 2, 3, 4, 7 chủ nhật, nhưng mà tiết học sẽ là 1, 2 cho đến 10. Đây là cái mô hình lớp học mà nó hòa tan sáng chiều là một, không phân biệt sáng chiều. Để chơi như vậy, cái lớp này là lớp mà cái mô hình hai bên là như vậy, là mặc dù chúng ta có thể tách đôi ra. Tôi từ 1 đến 5 thì là tôi gọi là buổi sáng, 5 và từ 6 đến 10 tôi gọi là buổi chiều, nhưng mà chúng ta chương trình nó coi là một thì có biểu thôi chung như này. Đấy, nhé. Và nó coi như đây là coi như là con nôm na đó là một cái buổi học. Buổi học này là buổi học suốt từ sáng đến chiều. Đấy. Mặc dù buổi trưa nó nghỉ là không quan trọng, nhưng mà trong chương trình trong máy tính thì nó lưu và nó coi như là một cái lớp thống nhất. Thì đó là cái mô hình này là chính là mô hình 2B này. Đây là mô hình 2B mới mà chúng tôi mới đưa ra và định nghĩa lại và chốt lại cái định nghĩa chính thức trong phiên bản 4.5 này. Thì câu hỏi đặt ra là vậy thì trường nào sẽ áp dụng cái mô hình này? Chúng ta chú ý nhé. Rất ít trường, không nhiều nhé. Ở đây rất nhiều các thầy cô là bị lẫn lộn từ chỗ này. Chúng ta chú ý rất quan trọng nhé. Cái mô hình này là với trường khi nào thì sử dụng, hay là khi nào thì dùng cái mô hình gọi là trường lớp 2B này khi nào nhé. Thì thứ nhất là rất ít thôi, thì tôi đề nghị sau này. Một là hầu như là hết là với cái trường tiểu học, với cái trường tiểu học ở Hà Nội, là các trường ở thành phố đấy, trường tiểu học ở thành phố, khi mà cái trường này học sinh đến từ sáng
học lớn mà đến đến chiều buổi trưa cho các con tại chỗ ngủ 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 ngay tại tại nhà trường, giáo viên vì ở lại và dạy luôn buổi chiều. Thì với cái trường này thì người ta không không phân biệt lắm là sáng chiều về mặt chuyên môn đấy. Một giáo viên có thể dạy dạy môn dạy môn tiếng Việt chẳng hạn, thì có thể dạy sáng là dạy chiều cũng được. Đấy. Thì như vậy là một số trường tiểu học ở thành phố đấy nhé, còn nông thôn không, thôn họ vẫn phân biệt sáng chiều. Ở thành phố mà ở đó mà cái mô hình gần đây người ta có là các trường tiểu học sinh gần như là bán trú hoàn toàn đấy. Đấy thì có thể đưa vào đây, có thể đưa vào đây. Nhưng tất nhiên không phải là tất cả nhé, các trường vẫn có thể tách riêng sáng chiều riêng nhé. Mà đây nó là một số trường tiểu học thì có thể làm mô hình này, thì họ gộp chung sáng và chiều lại là một, không phân biệt sáng chiều nữa, thì có thể dùng mô hình này, được chưa? Mà đã dùng mô hình này thì tất cả các lớp đều phải như nhau, không thể không thể có chuyện là một nửa nhà trường thì là một nửa của nhà trường học thì là học liên tục sáng chiều là một, còn một nửa khác là học riêng sáng chiều thì không được nhé. Đã lớp 2B là tất cả đều phải 2B. Đó thì đương nhiên như vậy một số trường học ở thành phố thì họ học bán trú và họ liên tục thì có thể dùng nhé, có thể dùng. Mô hình thứ hai là một số trường quốc tế đấy, mà áp dụng y xì cái mô hình học ở nước ngoài, một số trường quốc tế nhé, mà đưa chương trình của bản quốc vào một số trường quốc tế, một số trường quốc tế nhé, và mà áp dụng mô hình nước ngoài. Tất nhiên mô hình này không phải có dấu ứng, có dấu tốt với Việt Nam đâu, nhưng mà một số trường họ bị người ta mốt là người ta thích cái từ quốc tế, thích cái từ nước ngoài, và họ nghĩ rằng là áp dụng một even y xì mùi nước ngoài vào thì hay, thì họ thì đồng ý thôi. Thì với trường này thì là được, thì vì sao, vì ở nước ngoài là họ không phân biệt sáng chiều, họ nghỉ rất ngắn. Ở nước ngoài là thông thường cái lớp học ở nước ngoài ở cái nước, nhất là cái nước phương Tây và phía Bắc ấy, bán cầu ấy, nó lạnh mà, cho nên là họ học từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, buổi trưa ngủ nghỉ một tí thôi. Đấy, thì họ đi học muộn hơn và đi chiều về sớm hơn và học liên tục từ sáng đến chiều. Thì cái mùa họ, thì họ sang Việt Nam, họ mở một trường Việt Nam và áp dụng y xì như vậy. Thì vì do là người nước ngoài đang mở chuyện, chúng ta cũng phải theo họ. Hay là một số trường ở Việt Nam nhưng mà lại cái thích thú là bắt chiếc cái mô hình của nó thì cũng được. Thì với mô hình này cũng như vậy, thì chúng ta như sau, thì chúng ta không có khái niệm là sáng chiều nữa, và tất cả các lớp học của đó, tất cả các lớp học đều là gì, đều là cái mô hình hai buổi, là mô hình liên tục từ sáng chiều như này. Đó. Tiết 1 đến tiết 10 có thể chia một trường quan trọng, nhưng nó là một, đó là một. Được chưa? Thì như vậy là mà cũng như vậy, nếu mà một số trường quốc tế như vậy có thể là có hai cấp ba nữa. Thì nếu là như vậy thì là toàn trường phải như nhau, không thể có chuyện là một nửa trường thì theo mô hình quốc tế, một nửa trường thì theo mô hình Việt Nam, thì chúng ta rất là khó. Thì khi đó chúng ta sẽ phải tách thành hai cái bản thì có biểu khác nhau, còn nếu không, nếu là một thì có biểu chỉ là một loại thôi, hoặc là mô hình 2B hoặc là không 2B, nên chúng ta chú ý nhé. Đó thì như vậy chúng ta chỉ có hai loại như vậy thôi, nhưng chúng ta chú ý thì thôi là kìm. Như vậy đây là cái điều mới mà chúng tôi đã lựa, tôi sẽ nhấn mạnh cho chúng ta hình rõ là khi mà chúng ta định làm việc cái mô hình 2B chúng ta sẽ làm như nào. Nhưng còn đa số ở Việt Nam ấy, đa số là 99,99% ở Việt Nam đều không như vậy hết nhé. Mô hình Việt Nam hiện nay thì là 99% là vẫn dùng cái mô hình bình thường nhé, dùng cái mô hình lớp bình thường. Là một số lớp có thể học một buổi, một số lớp có thể học hai buổi, nhưng mà cái lớp bình thường là gì, đặc thù của nó là chúng ta phân biệt sáng chiều, chúng ta nhập thông tin phân công chuyên môn là nhập riêng sáng riêng và chiều riêng. Đây là cái đa số Việt Nam mình là như vậy. Và trong chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như vậy, là chương trình là đâu theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo đã được quyết định rồi đấy, là từ lớp 1 đến lớp 12 là tất cả đều maximum là một tuần là 30 tiết thôi nhé. Từ vừa trình bày nhanh chóng một số những cái khái niệm chính rất quan trọng đối với thầy cô biểu. Và tất nhiên một khái niệm là phân công chuyên môn nữa, phân công giảng dạy. Tức là chúng ta sẽ phải nhập chi tiết là lớp X gì, lớp 10A, môn Y là môn Văn được phân công giảng dạy
giáo viên ai giảng dạy, giáo viên rất giảng dạy, và dạy một tuần là bao nhiêu tiết. Thì phân công này có thể phân công riêng sáng riêng và chiều riêng cho lớp học bình thường. Còn phân công này nếu mà cho mô hình là lớp mà là 2B thì cũng là nhập một lần thôi, mà cho là một buổi học suốt từ sáng đến chiều. Nhưng mà chứ còn nói là gì, là lớp 10A môn toán được phân công cho giáo viên Vân dạy, một tuần dạy là 6 tiết hay là 4 tiết. Đây là không chuyên môn nhé. Như vậy là đây là những khái niệm rất là cơ bản và là khái niệm chính của Phật giáo như phổ biểu. Được chưa? Đấy. Được rồi. Phần này không có tiêu gì, phần này vấn đề tôi cho bỏ đi, ra đây tôi sẽ nói ở trong phần sau nhé. Được rồi. Cái phần này thì không có gì. Đây, cứ lần nhắc lại nhé. Mùi lớp bình thường và lớp 2B. Đây, mình nói lại. Mùi lớp bình thường là cái mô hình mà 99% tất cả các nhà trường Việt Nam đang dùng, kể cả tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thì các lớp có thể học một hoặc hai buổi, và có thể học cả hai buổi, học riêng sáng hoặc riêng học hai buổi, và phân công chuyên môn là phải độc lập sáng riêng và chiều riêng. Thế đây là cái mô hình mà chúng tôi khuyên các nhà trường nên dùng cái này nhé, vì nó phù hợp với tất cả cái mô hình Việt Nam và nó phân biệt rõ sáng chiều. Tuy là một số viên học có thể hơi ngại, mà tôi muốn nhập chung một buổi lại lần thì nhập chung sáng chiều, vì là nhập riêng thì ngại quá, nhưng cái này việc các thầy cô phải làm thì không gì khác cả. Thì đây là cái mô hình mà hiện nay phần mềm chúng tôi vẫn đang hỗ trợ suốt từ xưa này, suốt từ phần mềm của chúng tôi đã được thiết lập cách đây là hơn 30 năm rồi. Cái phiên bản 1.0 phiên bản phần mềm của chúng tôi là từ năm 1989, nhưng mà bây giờ phút này là 35 năm rồi, thì nó đều hỗ trợ cái này hết nên chúng ta chú ý. Còn riêng cái mới tinh này là mô hình lớp 2B này, là cái mô hình mới tinh mà từ phiên bản 4.5 này bắt đầu hỗ trợ. Và chúng tôi cũng khuyên là không phải trường nào cũng nên dùng cái này đâu, chúng ta dễ là nó hơi phức tạp hơn. Là mô hình mà gì, là tất cả các lớp đều phải học hai buổi hết, và phân công chuyên môn là phải chung sáng chiều, không phân biệt. Đó. Được chưa? Còn cái mô hình một này nhé, mô hình này là có thể như sau này, có thể cùng là môn toán thì của một lớp ấy, thì buổi sáng là thầy A dạy, buổi chiều thầy B dạy, không sao cả. Còn mô hình này này thì bắt buộc phải là đã sáng là anh A dạy thì trưởng phải là A. Thì đó là mô hình lớp 2B nhé. Chúng ta phân biệt, chúng ta chú ý là đừng lẫn giữa hai cái mô hình này. Thì nếu mà trường nào mà các thầy cô mà muốn làm 2B thì các thầy cô phải rất cẩn thận. Thì các thầy cô rất là nên tham khảo. Và nên cô nên trao đổi với tôi chẳng hạn. Tôi sẽ khuyến cáo các cô nên làm như nào. Rất nhiều thầy cô là cứ nhắm mắt và là vào làm, và sau đó nó bị vướng thì chúng ta rất là khó gỡ. Chúng ta nhập bao nhiêu công nhập rồi cùng nó vỡ ra là chúng ta nhập không chính xác. Chúng ta chú ý. Rồi, thế bây giờ sang cái này tôi bỏ qua cái này nhé. Coi như ta đã biết rồi, tôi không được, không sao. Về cái chương trình phổ thông mới này thì nói chung chúng ta biết cả rồi. Tôi chỉ nhấn mạnh một ý thôi. Cái ý này chỉ dành cho cấp 3 thôi nhé. Còn cấp 1, cấp 2 thì là không. Được, tôi sẽ nói thêm. Tức là cái gì này tôi sẽ nói một số cái điểm chú ý. Một số điểm chú ý cho cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Mỗi tiểu học thì không có gì đặc biệt. Tiểu học thì nói chung là tốt, không có gì. Là cái chương trình mới này nó không có gì là mâu thuẫn lắm với cái bài toán thầy cô biểu. Còn riêng cấp 2, cấp 3 thì có một số đặc điểm chú ý sau đây. Thì tôi đây phần này các bạn tự xem đấy, những cái slide này tôi sẽ cho các bạn. Thì tôi sẽ đây. Thì với cấp 2 chúng ta chú ý là với cấp 2 thì trong chương trình phổ thông mới chúng ta có cái môn là môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Đấy, chỗ này là chỗ chúng ta chú ý. Khoa học tự nhiên chính là tổ hợp các môn lý hóa sinh, còn khoa học xã hội chính là tổ hợp môn sử địa. Thì hiện nay là do các nhà trường cho cơ sở hiện nay là mới quá, chứ không có đủ giáo viên để dạy riêng cái môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Tức là trong vài ba năm nữa thì sẽ hết chuyện này.
chứ cái phần này hiện nay nó chỉ là cái kỳ quá độ thôi. Hiện nay là gì, về cấp 2 là chúng ta có môn khoa học tự nhiên, có môn khoa học xã hội, nhưng mà lại không có giáo viên để dạy trọn vẹn cái môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mà chúng ta phải nhồi vào đấy là phần khoa học tự nhiên, chúng ta phải nhồi vào là lý riêng, hóa riêng, ba giáo viên lý hóa sinh cùng dạy cái này. Và cái bộ khoa học xã hội chúng ta phải nhồi vào mỗi lớp như vậy là hai giáo viên sử và địa, được chưa? Thì chỗ này là chỗ mà nó hơi tế nhị một chút so với cấp 2. Thì phần này có hai cách làm như sau. Tôi nói là ra cái phần này, cách thứ nhất là chúng ta bỏ đi cái chúng ta tạo ra ba môn lý, chúng ta tạo ra ba môn lý hóa sinh để sau này thay thế cho môn khoa học tự nhiên. Chúng ta tạo ra hai môn sử địa để sau này ứng nó với đó là khoa học xã hội. Chúng ta phân công giáo viên dạy riêng lý hóa sinh riêng, sao cho là tổng số tiết này bằng cái số tiết khoa học tự nhiên riêng. Chúng ta phân công riêng là sử địa riêng, và sau này chúng ta sẽ để sao cho tổng số tiết của sử địa chính bằng khoa học xã hội, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ thay biệt theo kiểu như bình thường. Xếp xong chúng ta sẽ sang một tính năng rất quan trọng, nó là TKB clone của chúng tôi, và chúng ta sẽ đổi tên môn lý thành môn khoa học tự nhiên, môn hóa thì môn khoa học tự nhiên, môn sinh thì môn khoa học tự nhiên, và trên thước biểu nó vẫn ghi là khoa học tự nhiên, nhưng ở bên trong đó là nó ghi rõ là giáo viên nào dạy. Như vậy là chúng ta thấy là bên trong ghi rõ là môn khoa học tự nhiên có 3 giáo viên dạy, và học sinh sẽ hiểu à, cái giáo viên anh kia giáo thầy A này chỉ là dạy môn lý, thầy B là dạy môn hóa, còn cô C là dạy môn sinh. Tương tự như vậy với môn sử địa cũng vậy, được chưa? Đó thì đó là một cách theo tôi là cách tương đối là dễ dàng, vì nó giống mình mà cũ. Còn cách thứ hai là chúng ta cứ phân công cho một giáo viên dạy đã, chúng ta tạo cái môn khoa học tự nhiên và chúng ta phân công cho một giáo viên dạy, nhé. Ví dụ anh thầy A chẳng hạn, nhưng mà thực chất ra sẽ có cả anh B, anh C nữa cơ, nhưng mà chúng ta làm cho A đó, sau đó chúng ta vào thầy khoa biểu của lớp đó và chúng ta sẽ phân công lại vào cái chức năng TKB clone, chúng ta sẽ phân công lại cái thứ hai này là giáo viên là giáo viên A, còn cái thứ ba này là giáo viên là cái anh B dạy, anh B sẽ ứng là hóa, và thứ bảy là cái anh ứng với anh sinh, sẽ đổi tên thành đổi sau. Thì như vậy chúng ta vào chức năng TKB clone là gì, là cái chức năng mà nó cho phép chúng ta là hiển thị thì có biểu, nhưng mà cho phép thoải mái là trùng tiết, trùng giáo viên, tức là có thể nhiều giáo viên dạy một lớp được. Đó là chức năng rất quan trọng nhé, thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đây là cái đặc thù của cái môn của cái cấp 2. Thì này tùy các thầy cô thôi, chúng ta tùy các lựa chọn. Mà tôi hy vọng là chỉ trong vài ba năm nữa thôi là chuẩn hóa giáo viên, thì tất cả giáo viên lý hóa sinh đều phải nâng cấp lên dạy toàn bộ cho cái môn này, và tất cả giáo viên dạy sử địa đều phải nâng cấp lên dạy cho toàn bộ. Khi đó chúng ta sẽ không có cái khái niệm là môn lý, môn hóa, môn sinh nữa, mà chỉ có một cái môn là môn khoa học tự nhiên thôi. Thì thực hiện là như cũ thôi, chúng ta một môn là một thầy giáo dạy thôi, được chưa? Không phải như hiện nay là hơn trong thời kỳ được quá độ, chúng ta không đủ giáo viên, chúng ta phải làm như vậy. Đó là khối trung học cơ sở. Còn khối trung học phổ thông thì nó có cái đặc thù gì, là nó có khái niệm là cái chuyên đề đó. Thì mỗi học sinh sẽ phải học 3 chuyên đề đăng ký riêng. Thì một lớp như vậy thông thường các nhà trường sẽ phân công như sau, sẽ phân bổ các học sinh mà đăng ký học cùng một chuyên đề ấy, chúng ta vào một lớp. Vậy cái lớp ví dụ lớp 10A là toàn bộ học sinh sẽ học 3 chuyên đề, là ví dụ chuyên đề lý, chuyên đề sinh và chuyên đề tin, lấy ví dụ như vậy nhé. Thì như vậy là nôm na là với cái trường phổ thông mà chúng ta có cái đặc thù của cái môn chuyên đề. Thì chuyên đề như vậy thì cách xử lý như sau. Thì có hai cách xử lý, chúng ta chú ý nhé. Có hai cách xử lý cái môn chuyên đề của cấp 3. Cách thứ nhất là cách mà hiện nay trong phần mềm đang có, là chúng tôi sẽ tạo sẵn ra 3 cái môn học của cấp 3. Mà môn nó ghi là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3.
và mặc định các chuyên đề này là gắn cứng cho tất cả các lớp học ở trong nhà trường, được chưa? Và nhưng mà chúng ta hiểu, à nhưng mà chúng ta phải có một cái bảng riêng chúng ta lưu ra bên ngoài, chúng ta ghi rõ, à như vậy cái lớp 10A này chuyên đề 1 chính là chuyên đề lý, chuyên đề 2 chính là chuyên đề hóa, chuyên đề 3 chính là chuyên đề tự nhiên, chính là chuyên đề văn, để lấy như vậy, được chưa? Thì chúng ta không quan trọng nữa, chúng ta chỉ biết, à nhưng mà chúng ta phân công cái giáo viên A là giáo viên lý dạy chuyên đề 1, giáo viên B dạy hóa dạy cho chuyên đề 2, và giáo là cô Vân dạy văn cho cái chuyên đề 3, được chưa? Và trên tờ biểu chỉ ghi là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 thôi, đỡ phải lăn tăn phức tạp. Như vậy cái cách trước này là cách chúng ta dùng là thao phần mềm đấy, là chúng ta đơn giản, chúng ta chỉ ghi rõ các tên môn là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 thôi nhé. Và chúng ta phân công, chúng ta phải có thêm cái bảng bên ngoài, chúng ta lưu rõ là chuyên đề 1 là ai dạy, chuyên đề 2 là chuyên đề 1 là gì, chuyên đề 2 là gì, được chưa? Đó là cách 1, là cách mà hiện nay là phần mềm đang có sẵn là chuẩn rồi. Còn cách thứ 2, thậm chí cách thứ 2 của tôi thời đấy là còn hay hơn đấy. Cách thứ 2 là như này. Cách thứ 2 là chúng ta sẽ phải nhập thêm bằng tay trong sách môn học. Chúng ta nhập thêm đủ 14 tên chuyên đề. Hiện nay thầy biết là trong toàn bộ chương trình của lớp chương trình phổ thông mới cấp 3 chỉ có được khoảng 14, hình như 13 hay 14 cái chuyên đề thôi, không có nhiều đâu, nó chỉ có 13. Thì chúng ta nhập thêm toàn bộ 14 cái tên môn ứng với là 14 cái chuyên đề đó, sau chúng ta gắn cứng thôi. Lớp 10A sẽ dạy là chuyên đề lý, chuyên đề hóa, chuyên đề văn. Lớp 10B dạy là cho ta biết rồi mà, chúng ta gắn cứng. Lớp 10B sẽ học là chuyên đề toán, chuyên đề hóa và chuyên đề sinh. Lớp 10C học chuyên đề tin 1, chuyên đề tin ICT, chuyên đề tin CS và chuyên đề hóa. Gắn cứng như vậy mà thôi. Và chúng ta lập trình bình thường, chúng ta lập thứ biểu như bình thường. Nhưng mà cách 2 thôi cũng rất là hay. Cách 2 chúng ta chỉ mất công một chút, nhập đúng một lần thôi, là nhập thêm 14 cái môn chuyên đề nữa, được chưa? Đấy, như vậy tôi vừa mới nói xong là một số những cái chú ý khi chúng ta áp dụng cái phần mềm mới này cho cái môn sẽ có biểu mới. Thì chúng ta cùng nhau xem xét một chút thôi để chúng ta hình dung. Vì nếu mà chúng ta mà quan sát vào nếu chúng ta chỉ nhìn chung, vào cái chương trình của bộ ấy, thì nhiều khi nó hơi bị lẫn lộn nha. Đây chính là cái mà chúng ta nhìn vào cái mô hình của chương trình giáo dục mới đấy, 2018 tiểu học đấy. Nhìn vào đây nhé, thì chúng ta nhìn cho thấy nó sẽ hơi khó, rất là khó mà chúng ta hình dung, à cái này ứng với thiếu biểu là cái gì đấy. Thì cái này các thầy cô, chỉ có những người nào mà thật là thạo thiếu biểu thì ta thấy ngay, có những người là mới, những người mà mới tinh ý, nhìn vào đây là thấy hoa hết cả mắt và không hiểu các cái này nó ứng với cái thiếu biểu là cái gì đấy. Thì ta cứ nhìn mà thôi, chúng ta sẽ bỏ qua. Như vậy đây là cái mô hình phân bổ môn học cho tiểu học của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Thì các thầy cô thấy không? Toàn bộ từ lớp 1 đến 5 nó chỉ là maximum, nó chỉ là 25, 28, một tuần nó chỉ 30 tiết thôi. Như vậy tất cả đều về mặt lý thuyết là học trong một buổi thôi. Không có chuyện là, cho nên các thầy cô nào mà nói với tôi là không đâu bộ bắt học cả hai buổi là sai nhé, không có chuyện đó. Thật là bộ chỉ học một buổi. Còn buổi thứ hai nó có chỉ là phụ đạo về mặt lý thuyết ấy, chỉ là phụ đạo học thêm thôi. Còn bản chất cái chương trình mà phân bổ xuyên suốt cho toàn bộ các cấp chỉ là một buổi thôi. Đấy. Nhưng mà nhìn đây thế này, 30 tiết đây còn đâu mà chào cờ đúng không? Còn đâu mà sinh hoạt nữa. Cho nên chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn khi mà chúng ta nhập phân công chính thức. Thì cái này thì có thể cô nào làm thạo rồi thì không gì. Nhưng mà nhất là với các bạn mà là mới tinh ấy, thì sẽ thấy rất là khó hình dung và rất là bỡ ngỡ. Thì cái này là cái chúng ta chú ý nhé. Cho cơ sở cũng vậy, nó chỉ là 29,5 hết, là phải 25 hết, nó cũng như thế này. Học tự nhiên nhé, khoa học xã hội này, đâu rồi, học tự nhiên, lịch sử và địa lý đúng không? Khoa học chính lịch sử và địa lý đây. Đấy, thì đây là hai cái môn ghép đúng không? Hai cái môn là môn tổ hợp đấy. Đấy. Và còn cũng như vậy thôi, chúng ta chú ý, chỉ maximum nó chỉ là 29,5 tiết là hết. Như vậy là không học trong một buổi, chứ không có chuyện là chương trình của bộ lại bắt học hai buổi, không có chuyện đó nhé. Cho nên là
Cho nên cái phần mềm của chúng tôi là hỗ trợ phần lớn, hỗ trợ chung cho toàn bộ là 99% các trường trên cả nước là học buổi thôi, là trên sẵn học hoặc sáng hoặc chiều, là học sáng mà chính thì chiều có thể là học thêm hay là phụ đạo thêm, học chiều là chính thì buổi sáng có thể là phụ đạo. Một số trường họ làm rất là hay là buổi sáng học môn chính và buổi chiều học những môn họ gọi là phụ, những cái môn như là môn thể dục chẳng hạn thì cũng gọi là phụ, gọi là phụ mà cái môn nó tính toán á. Vì học mà học sinh đang học thể dục mà lại vào lớp thì nó thấy nó rất là nó đang một hồi nhớ nhại vào lớp thì khó, cho nên họ tách cái lớp buổi học sáng là chính thì buổi chiều học thể dục, hoặc là những môn mà nó có cái trải nghiệm ấy, là cái môn nó phải ra ngoài rồi nó đi phải đi xa thì học sang cái buổi khác thì rất hợp lý, không sao cả. Hoàn toàn chúng ta rất là tự do khi chúng ta bố trí cái chương trình như vậy. Đây là cấp 2 nhé. Còn cấp 3 nhìn này nó phức tạp hơn đúng không? Nhưng cấp 3 đây rất phức tạp thì chúng ta cứ hình biết thế thôi. Thì như vậy là sẽ có 61 là đây là bảng cũ nhé. Ở chỗ này thêm cái môn lịch sử là môn bắt buộc nhé. Thì nó còn có như vậy là mỗi học sinh sẽ học là 6 môn bắt buộc và hình như là 5 môn tự chọn và phải tự chọn trong số các môn còn lại ở đây. Đấy. Được chưa? Thì cũng như vậy, tổng số nó chỉ là 29 tiết, không vượt qua 29 tiết, được chưa? Như vậy là toàn bộ cái chương trình của chúng ta là như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ từ đây tôi sẽ phiên nó sang với thấu biểu chúng ta là như thế nào. Thì tôi bắt đầu phiên ra nhé. Đây tôi phiên sang là như thế này, để tôi cho các bạn xem, vì tôi không để tôi bỏ qua các cái này. Đây, để tôi phiên sang nhé. Là như thế này. Bây giờ tôi sẽ phiên sang gọi là cái phân phối tiết chuẩn cho tiểu học trong phần mềm của chúng tôi. Thì đây là cái mà chúng ta sẽ phân bổ theo từng lớp một đây. Như vậy tôi thêm vào đây là tiết sinh hoạt. Đấy, cho chuẩn xác nhé. Tiết sinh hoạt là cái tiết mà chúng ta thường là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, mà tiết sinh hoạt đây là cái tiết rất quan trọng với cả nhà trường, là cái tiết là có thể một số trường có thể có thêm tiết chào cờ nhé. Chào cờ sẽ là buổi sáng sớm chào cờ, sau đó vào tiết sinh hoạt là tiết mà bên trường giáo chủ nhiệm ấy. Thì ở đây chúng tôi làm sao, chúng tôi sẽ phân bổ tiết sinh hoạt này lấy đi một tiết của hoạt động trải nghiệm. Đây, hoạt động trải nghiệm về mặt lý thuyết mà nó trong trình của bộ nhé, nó là 3 tiết mà chúng tôi tách ra thành một tiết đưa vào sinh hoạt. Đấy, mà theo thì như vậy nó rất là giống với cái mô hình cũ hiện thời cho tiểu học, được chưa? Tuy nhiên các bạn chú ý theo chỉ mới của bộ nhé, thì lớp 1, lớp 2, lớp 3 là 26, 26, 29. Như vậy với 3 lớp 1, 2, 3 này thì chúng ta hay còn thừa một tiết để làm tiết chào cờ. Các bạn chú ý nhé, cái tiết chào cờ là tiết mà chúng tôi không gọi là môn học, là một tiết độc lập, thường là đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều, là cái tiết mà toàn trường sẽ tập trung ở sân trường để chúng ta sinh hoạt tập thể cho toàn trường. Đó. Thì với cái chương trình ở đây thì với cái 1 2 3 thì chúng ta có một tiết để chào cờ, nhưng riêng 4 5 lại phủ kín là 30 tiết. Đó. Cho nên là nếu mà học một buổi thôi thì là thiếu, không thể chào cờ được. Do vậy cho nên là nếu mà chúng ta mà trường tiểu học thì chúng ta phải vận dụng. Đấy. Thì theo tôi cách vận dụng là gì? Là chúng ta sẽ đề 30 này, chúng ta chuyển đổi một số tiết sang buổi chiều. Đấy, thì như vậy còn lại buổi sáng thì tôi ví dụ như tôi để hoạt động trải nghiệm và tiếng dân tộc là hai cái môn này là sang buổi chiều. Thì như vậy là buổi sáng còn lại là 26 thôi. Thì chúng ta tha hồ chúng ta chèn vào đấy là cái môn là cái tiết chào cờ, thì buổi chiều dạy 4 tiết là tiết hoạt động trải nghiệm với dân tộc hoặc tiết dùng thể chất, tiết thể dục này, chúng ta dồn cả giáo dục thể chất trải nghiệm sang buổi chiều thì chúng ta vô tư. Như vậy là nếu học một buổi thôi thì là không đủ chào cờ nhé, đây này. Nhưng nếu mà chúng ta để một số tiết sang buổi chiều thì chúng ta vẫn vô tư làm chào cờ vô tư. Đó, thì đây là cái như vậy vẫn hoàn toàn là hợp lý nhé, không có gì là không khó khăn cả. Vấn đề chúng ta phải vận dụng phần mềm nó như vậy thôi, để cho trường mình đã dùng được chúng ta phải vận dụng một chút. Thì đây là cái bảng phân phối tiết chuẩn mà trong sách, xin lỗi, ở trong phần mềm đã có rồi nhé. Đấy. Khi chúng ta mà tạo một thứ biểu mới, chúng ta chọn là tiểu học thì cái này nó có sẵn rồi, chúng ta chỉ được dùng thôi, không phải nhập lại nữa.
À, cái này rất là hay, là chúng tôi đã làm sẵn rồi và chúng tôi đã tạo sẵn ra các cái mã này. Đây là đây là mã 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 môn học, đây là tên môn này. Đấy. Mã môn học chúng tôi để maximum là 40 từ thôi. Vì sao để 4? Là để cho nó nhỏ gọn, để cho nó in ra cho nó khỏi, vì chúng ta in ra một tờ giấy A4 nhé, tờ giấy A3 nhé, thì chúng ta để cái tên môn nó dài ấy, thì in ra trong một trường có nhiều lớp ấy, in ra nó sẽ không đủ chỗ cho chiều ngang. Chúng tôi thì chỉ hạn chế lại là 4 ký tự thôi, cho nó nhỏ lại, cho nó ngắn lại để in ra cho nó dễ, in ra cho nó vừa khít một cái trang A3 hoặc trang A4 nhé. Đó. Còn chúng ta cũng dùng đơn giản cũng không sao cả, đơn giản không sao hết nhé. Thì ta dùng đơn giản chúng ta cần phải tự cân lấy thôi. Cách làm mà chúng ta sẽ đẩy dữ liệu ra Excel và chúng ta sẽ căn chỉnh trong Excel. Chúng ta vô tư thoải mái nhé. Thế là tiểu học nhé. Bìa sang cấp 2. Cấp 2 chúng tôi làm như sau. Cấp 2 này như sau nhé. Thì hiện nay là chúng tôi vẫn để tình trạng như này, các bạn chú ý rất quan trọng nhé. Chúng tôi vẫn có một tiết là tiết sinh hoạt. Đây. Sinh hoạt ở đây nhé. Tiết sinh hoạt là một tiết hết, và chúng tôi lấy ở đâu ra? Chúng tôi lấy ở cái chỗ này, lấy ở cái hoạt động trải nghiệm đây. Hoạt động trải nghiệm của chúng ta theo lý thuyết mà nó theo trình phổ thông mới đó là 3 tiết. Chúng tôi cắt ra một tiết, chúng tôi để sang sinh hoạt. Nhưng mà cái tiết sinh hoạt này vẫn là coi là tiết trải nghiệm. Đó, ở đây nhé. Đó. Ngoài ra thì chúng tôi làm như sau, để cho hỗ trợ các nhà trường trong thời kỳ chuyển đổi, chúng tôi sẽ tự động bổ sung thêm vào, ngoài tiết là học môn học tự nhiên, môn lịch sử địa lý, chúng tôi thêm vào các cái môn học theo mô hình cũ là môn vật lý, môn hóa, môn sinh, môn lịch sử. Thế đây là cái 5 cái môn cũ, được chưa? 5 môn cũ, nhưng mà để đây là để chống ra, không ghi không có gì cả nhé. Đây không, để đề phòng chúng ta có thể sau này chúng ta có thể là, ví dụ chúng ta đây cái môn học tự nhiên này nhé, nó là 3 lý hóa sinh, đây chúng ta là 4 tiết. Chúng vì trường chúng ta mà có người dạy rồi thì thôi không sao cả, chúng ta nhập cho một ông thôi, một thầy thôi dạy cả 4 tiết đây. Nhưng nếu không đủ đó, chúng ta sẽ phân bổ như sau. 4 tiết này chúng ta sẽ phân bổ là 1 tiết lý, 1 tiết hóa và 2 tiết sinh. Đấy. Hoặc là 2 lý 1 hóa 1 sinh, được chưa? Hoặc chúng ta có thể làm cái kiểu tuần chẵn tuần lẻ. Tuần chẵn thì là lý là 2, tuần lẻ lý là 1, thì rất là, chúng ta rất là thoải mái. Muốn làm tuần chẵn tuần lẻ, chúng ta tạo 2 thứ có biểu, một thứ có biểu là tuần chẵn, một thứ có biểu là tuần lẻ, chúng ta chú ý nhé. Đó, đây thì ra chú ý ở đây nhé. Đây chúng ta thêm vào cái, với cái môn là môn lịch sử địa lý, đây là môn tổ hợp, thì chúng ta sẽ, bố tôi đã bổ sung thêm vào 2 môn riêng là môn lịch sử địa lý theo mô hình cũ. Đó, được chưa? Và tiếp theo nữa là cái môn gì, là cái môn nghệ thuật. Đây thực chất là ghép của 2 môn nhạc và mỹ thuật, thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm vào 2 môn cũ là môn âm nhạc và mỹ thuật. Thì các môn từ vị trí này, vật lý cho đến môn mỹ thuật, đây là chúng tôi để đây là không, mong định là không không gì cả, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nó sao cho nó hợp lý. Đấy, hợp lý nhé. Ở đây là thêm một chút nữa nhé, đây có vài chỗ chú ý. Một chú ý là ở chỗ này này, ở chỗ này của chúng ta là lớp 6-7 thì là 29 tiết, nhưng vậy chỗ này là đủ thời gian để chúng ta bổ sung một tiết nữa làm tiết chào cờ. Còn cái môn cấp 8-9 thì hết 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 lượng rồi, vì hết kia vì chúng ta không đủ cái ngưỡng cửa, không đủ cái thời gian, mình là 29,5 thì chịu. Ở đây cái năm này là do gì, là do cái này, do cái môn là môn công nghệ. Đó, công nghệ thì chúng ta làm như sau. Chúng ta theo tôi, chúng ta làm như sau, chúng ta không để như này, chúng ta đến để làm tách ra làm học kỳ đi. Học kỳ 1 thì là ví dụ là 1 tiết, học kỳ 2 là 2 tiết. Thì học kỳ nào mà là 1 tiết thì chúng ta chỗ này nó là 29, thì chúng ta vẫn đủ thời gian để chúng ta làm cái tiết chào cờ. Còn chỗ này mà là học kỳ 2, mà học kỳ nào mà nó là 2 tiết thì đây nó sẽ là 30, như vậy là không đủ. Thì lúc bây giờ chúng ta phải vận dụng vậy. Vận dụng, chúng ta ví dụ chúng ta chuyển cái giáo dục địa phương này sang buổi trái chiều. Thì tùy các bạn nhé. Cái người nhập khẩu biểu, cái người làm thi biểu là người rất quan trọng nhé. Hiện nay theo tôi, các nhà trường ngày nay có một cái, theo tôi có một cái xu thế, có một cái suy nghĩ rất là sai lầm này bắt nguồn từ cái ông, từ cái thầy, nó thẳng từ cái thầy xếp, từ cái thầy hiệu trưởng. Cái thầy, một số nhà trường sai lầm là coi việc xét khẩu biểu là một việc rất là phụ, và thường giao cho một giáo viên trẻ nhất, không có hiểu biết gì cả, mới tinh tình tình
thậm chí còn giao cho những cái anh, những cái thầy giáo mà không biết cả tin học nữa làm cho có việc, coi như là cái việc phụ, việc vặt. Đó là sai lầm kinh khủng. Thật ra cái thầy mà làm thầy có biểu, cái thầy đó rất quan trọng, vì thầy đó nắm bắt toàn bộ, thầy đó đóng vai trò như người quản lý nhà trường ấy, biết chỗ nào phân công ai dạy ai không dạy và làm mọi thứ. Thì cái thầy làm thầy có biểu là thật ra là cái thầy mà cái cô thầy có biểu là cái cô mà có rất nhiều quyền lực. Ngày xưa ta nhớ ngày xưa là bao giờ cái thầy hiệu phó cũng là người làm, thậm chí có nhiều nhà trường là thầy hiệu trưởng làm thầy có biểu, vì họ coi là về đó là về quan trọng. Nhưng càng về sau khi chúng ta có nhiều tin học rồi là cái vai trò của cái thầy hiệu trưởng hiệu phó nó càng xa vời đi, đóng vai trò quản lý và đóng vai trò là quan hệ, cho nên họ hơi xa rời cái việc này và họ thường giao cho một cái thầy rất là trẻ và hầu như nó không biết gì, cho nên rất là lơ mơ. Đấy thì theo tôi đó là cái rất chú ý chỗ này nhé, vì cái thầy ở đây là học kỳ hai của cái lớp 8-9 này đều là cùng là 2 tiết nhé, như vậy nó sẽ là 30 tiết. Thế làm thế nào bây giờ? 30 tiết thì không đủ chỗ để cho chào cờ, làm thế nào? Đó, thì cái người sẽ có biểu anh ta hoàn toàn có quyền để chuyển giáo dục địa phương ra học buổi chiều. Anh ta phải toàn quyền chuyện đó thì mới được. Thì chuyển cái này sang buổi chiều thì buổi sáng là cô tư, buổi sáng còn lại là 29 thôi. Và như vậy là buổi sáng có thêm một tiết chào cờ vào đây nữa là ngon lành. Chào cờ là một cái tiết riêng nhé. Một tiết riêng không nằm trong thầy cô biểu, không nằm trong cái môn học này. Nhiều nhà trường là cũng nhầm lẫn chỗ này, cũng đặt thêm một cái môn học là môn chào cờ là không đúng nhé. Chào cờ là cái môn mà không có giáo viên nào trên lớp cả, là toàn giáo viên là xuống, toàn học sinh là xuống sân trường tập trung và nghe thầy hiệu trưởng, nghe các anh phụ trách đoàn là chúng ta học hát, chúng ta làm các công việc khác. Đấy, phát động thi đua hay là học hay làm gì đó nhé. Là một tiết học rất quan trọng, gọi là tiết chào cờ đấy rất quan trọng. Đó thì như vậy cái người sẽ có biểu là người rất quan trọng. Nông nàng rất quan trọng, người ta có rất nhiều quyền lực. Chứ không phải hiện nay là một cái anh, thậm chí cái anh hiệu trưởng anh còn quát mắng cái ông thầy thứ biểu là anh phải làm thế kia, không được là tôi đuổi anh, như vậy là trò nó không hay chuyện đấy nhé. Đấy thì đó là cho chú ý nhất, đây là cấp 2 nhé. Cấp 3 rất may mắn là chúng ta là luôn có đủ tổng theo chương trình của bộ nhé, là chúng ta là chỉ có 29 tiết thôi, như vậy là bao giờ chúng ta cũng có đủ tiết để chúng ta bổ sung thêm tiết chào cờ. Nhưng mà chào cờ chúng ta là phủ kín luôn là 30 tiết. Được chưa? Đó. Và cũng như cái lớp khác chúng tôi đã tạo ra một môn sinh hoạt luôn nằm ở phía đầu. Môn sinh hoạt là môn rất quan trọng, vì môn sinh hoạt là cái môn mà chúng tôi quy định là như sau, là cái môn mà ai dạy sinh hoạt thì đó chính là giáo viên chủ nhiệm. Và chúng tôi đã lấy ra để trải nghiệm đây, hướng nghiệp đây, là nó có 3 tiết cơ. Chúng tôi tách ra một tiết đẩy được vào sinh hoạt, nhưng mà sinh hoạt cũng là một tiết mà để đóng vai trò như là trải nghiệm nha. Đó. Vậy cấp 3 là không có vấn đề gì. Nhưng mà như sau, môn học là rất là nhiều. Nhưng mà mỗi lớp học nó có một cái phân công riêng, không giống nhau. Vì học sinh được chọn mà, cho nên là giống nhau. Và chúng tôi đưa vào mặc định là có 3 cái môn là môn chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3. Và trong sách môn học trước đây thì không có là 14 cái môn chuyên đề. Không có. Nếu có thể cô mà muốn chúng ta nhân lại, chúng ta có thể nhập thêm 14 cái môn chuyên đề và phân công chi tiết cho từng lớp, thì chúng ta có thể bỏ đi 3 cái môn này, môn 17, 18, 19 chúng ta bỏ qua, chúng ta bỏ đi, chúng ta coi như không có cái chuyên đề 1, chuyên đề 2, nhưng mà chúng ta dùng luôn cái chuyên đề chi tiết hơn, mà chúng ta phân công chi tiết cho từng lớp một. Với lớp 10A học 3 chuyên đề là chuyên đề gì, chuyên đề lý, chuyên đề hóa, chuyên đề sinh. Lớp 10B học chuyên đề văn, chuyên đề sử, chuyên đề tin, chúng ta lấy như vậy. Riêng môn tin là có 2 chuyên đề nhé, là tin học định hướng ứng dụng và tin học định hướng khoa học máy tính. Môn công nghệ có 2 chuyên đề. Tất cả các môn đều có 1 chuyên đề riêng, tin học và công nghệ có 2 chuyên đề. Nhưng mà tổng số nó khoảng, hình như tôi nhớ là có 14 chuyên đề hay là 15 gì đó, tôi không nhớ nhé, khoảng mười mấy chuyên đề. Đó. Thì nhưng mà có thể nhưng mà từ cái thông tin của chỉ tiêu phổ thông mới đấy, thì chúng tôi đã phiên sang. Vậy nên là trong tính năng đã có đủ hết tất cả cái này và đã chuẩn hết rồi. Như vậy chúng ta là vào chương trình là chúng ta đã có sẵn một cái mô hình mà đã hỗ trợ hoàn toàn cho chương trình cấp 3, cấp 1, cấp 2, cấp 3 theo chỉ thông mới nhé. Đấy.
Bây giờ tôi, khi tôi trình bày các thầy cô, tôi cảm giác là thậm chí là chúng ta có thể dùng, chúng ta nhập thêm 14 cái chuyên đề cho cấp 3 còn hay hơn là dùng cái tên chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 này. Nhìn vào đây nó khó hiểu quá đúng không? Không biết lớp 12 học 3 cái này là ứng với nó là cái môn gì, chuyên đề gì. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta có thể dùng đó để cũng hay hơn cả cái phương án này nữa. Thậm chí phương án mà tôi định vượt công nghệ nằm ngoài chương trình, nằm ngoài cái phần mềm, còn hay hơn cả cái mà tôi đang có. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái mà cái này tôi bỏ qua, như cái này là cái mà được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ mà đây, bây giờ tôi sẽ đi vào cái tôi sẽ đoán nhanh vào cái phần rất quan trọng này, không gì nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái quy trình rất quan trọng là 7 bước siêu thầy kho biểu, 7 bước chính nhé. Thì hầu hết các thầy cô đã biết rồi. Thì trong 7 bước này thì hôm nay tôi sẽ dừng lại ở một vài bước chính, của chúng ta không đi sâu vào tất cả các bước nhé. Đây, tôi nói trước nhé. Như vậy cái quy trình mà chúng ta làm thầy kho biểu mà là mới tinh từ đầu ấy thì là như thế này. Còn với trường nào mà đã dùng rồi thì nó khác nhé. Tôi sẽ mô tả luôn ngay bây giờ. Đầu tiên tôi mô tả cái quy trình là cho những trường nào mà làm mới tinh, các bạn lần đầu tiên các bạn làm thầy kho biểu cho trường mình mà chúng ta chưa có dữ liệu cũ nhé. Thì như sau này, chúng ta sẽ bảy bước. Bước 1 là chúng ta là khởi tạo một cái tệp. Đấy, khởi tạo một tệp thầy kho biểu. Mỗi một tệp thầy kho biểu là một cái file, nó có đuôi là phần mở rộng là STKB nhé. Và phần mềm cho phép chúng ta là khởi tạo, sau là mở tệp ra để chúng ta xếp xong hoặc xử sự xong chúng ta cũng ghi lại và đóng, nhưng mà có lệnh là lệnh khởi tạo, lệnh mở và lệnh đóng. Thì phần mềm chúng tôi, phần mềm cho phép chúng ta là có lệnh đây, lệnh đóng này, lệnh mở này, đó, lệnh tạo mới này, ba lệnh nhé. Đó. Và phần mềm chúng ta sẽ làm việc với những cái tệp mà có đuôi là STKB. Phần mềm là có chức năng là mở tiệp, đóng tiệp, giống như là cái file phần mềm uộc ấy. Phần mềm MS uộc có chức năng là mở các file doc ra. Phần mềm Excel có chức năng mở các file XLS ra. Đấy, thì là mở và đóng file. Thì mỗi một thời điểm phần mềm chỉ phép mở một tệp thôi, mở một tệp, được chưa? Chúng ta chú ý nhé. Khi chúng ta mở ra rồi chúng ta có thể xem hay đang mở một tệp này, chúng ta mở ra chúng ta xem như vậy thì các lệnh như thế này đó, các lệnh chúng ta có thể xem như lệnh xem đây. Để xem toàn bộ nhà trường đây, đấy, ví dụ như vậy, xem toàn bộ thông tin nhà trường đây, xem và chỉnh sửa, được chưa? Đó. Đấy. Như vậy lệnh khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thầy kho biểu, được chưa? Dữ liệu gốc là cái gì? Là nhập mà danh sách môn học, danh sách giáo viên, danh sách lớp và nhập vào cái nhóm giáo viên. Đấy. Cái điều này chúng ta biết rồi, tôi không nhắc lại nữa nhé. Là tôi không, để các bạn biết rồi, các bạn phải tự tìm hiểu nó dễ dàng. Và cái này chỉ làm đúng một lần thôi, không phải làm lại nữa. Chúng ta làm đúng lần. Trừ khi mà sang năm chúng ta có thêm một giáo viên mới thì chúng ta sẽ nhập thêm một ông đó thôi vào thôi. Còn lại chúng ta không phải nhập thêm gì nữa, nhập đúng một lần. Tiếp cái bước thứ hai, cái một nhập xong rồi. Đấy. Trong bước một này ta chú ý khởi tạo lớp là chú ý. Đấy. Lớp này là lớp gì? Lớp học chỉ học sáng hay là chỉ học chiều hay là học cả hai buổi? Chúng ta phải chỉ rõ ra, được chưa? Nói chung là để cho an toàn chúng ta nên là nhập lớp là học cả hai buổi luôn cho nên yên tâm. Còn sau này là học chúng ta phân công cho nó sáng chiều là tùy chúng ta cho nên yên tâm nhé. Đấy. Bước thứ hai là nhập các thuộc tính môn học và các dạng mục của giáo viên. Ở đây là gì? Nhập các thuộc tính môn học là nhập các cái dạng mục sư phạm của môn học, nhập đúng một lần thôi, không nhập nhiều đâu, đúng một lần. Và dạng mục giáo viên chúng ta cũng nhập hầu như là một lần, trừ khi có thay đổi đột ngột. Ví dụ như năm nay có một cô ta rất là bình thường, năm nay cô lại sang năm ngoái bình thường cô ta rất khỏe mạnh, năm nay cô lại lấy chồng để con chẳng hạn, thì cô yêu cầu là thêm là xin nghỉ tiết năm, thì chúng ta là thêm ra một chút, cô nghỉ tiết năm, còn lại chúng ta cũng không thay đổi mấy. Nhưng mà cái bước hai này bước cũng chỉ nhập một lần thôi nhé. Đấy, chúng ta chú ý. Đó. Rồi bước một, bước hai là dễ. Sang cái bước 3, bước 4, đây là hai bước khó nhất và hiện nay rất nhiều giáo viên là lung túng nhất là ở hai cái bước này. Chúng tôi đã thường
lần lần tập huấn nào cũng nó đi nó lại cái phần này, nhưng mà giáo viên chúng ta vô cùng bỡ ngỡ, vô cùng bỡ ngỡ, lung ta lung túng, là rất là lạ là. Nói chung là cái sự bỡ ngỡ của giáo viên nó đa dạng, kể ra không thể hết. Thì nên mà chúng tôi là mỗi ngày đều cái vào cái mùa có biểu mỗi ngày nhận hàng hàng chục, hàng mấy chục cuộc điện thoại liền, và họ cứ hỏi rất là nhiều thứ, rất là gọi dùng cái từ rất là ngây ngô, tức là cảm giác là họ không hề chuẩn bị một cái gì cả, cứ có phần mềm được giao cho là mở ra xong nhập bừa phứa, nhưng khi nhập xong rồi là hỏng hết nhé. Chúng tôi nhắc lại chuyện này là chính là cái lỗi này, lỗi của chính cái anh hiệu trưởng cứ nghĩ cái đơn giản và giao cho một người không biết gì, một người mới tinh mới toe, mà thậm chí còn giao cho những người mà không biết cả máy tính thì sao mà làm được. Tôi nghĩ chỗ này, chỗ cái người hiệu trưởng là phải hiểu rõ, hiệu phó phải giao cho một cái anh nào, một cái cô nào là phải già tuổi mà phải thạo tin học, mà phải tương đối hiểu biết về cái phân công chuyên môn của nhà trường mình, tương đối hiểu biết về cái bài toán có biểu thì hãy giao cho. Đấy, được chưa? Ở đây tôi chỉ nói thêm một chút để cho hình dung nhé. Chúng ta hình dung này, chúng ta hình dung như là cái bài cái phần mềm theo biểu nó giống như một cái ô tô đấy. Chúng ta không thể giao cho một cái anh mới tinh không biết lái cho anh lái bắt anh phải là trong từ sáng đến chiều là phải chở chuyến hàng từ đây lên Hòa Bình xong quay về, anh đã chưa hề biết lái thì sao mà giao được, thế thì chết, tai nạn ngay lập tức. Chuyện nào như vậy phải là cái phần mềm này là ai thạo thì hãng giao việc. Còn giả sử người mới thì làm như sau, thì giao thì phải giao việc là phải giao làm hai bước. Bước một giao cho anh ta là 2 tháng người ta học phần mềm đã, giao học lái ô tô chẳng hạn. Anh chỉ biết lái thì giao cho anh ô tô và bắt anh phải học trong 3 tháng học hành thạo, và người hiệu trưởng kiểm tra xem anh đã thạo lái xe thạo chưa thì bây giờ mới giao việc. Chứ đây là rất nhiều cô là mới tinh nhìn tình còn chưa thạo máy tính, còn không biết thư mục nằm ở chỗ nào, không biết thư mục là cái gì nữa thì thôi sao mà làm được, không biết là mở file ra làm sao rồi đóng file ra làm sao, rất là khó. Và lại bắt ngay là phải trong vòng 3-4 ngày mà xong rồi có biểu thì sao họ làm xong được. Đấy, chúng ta cứ hình dung cái phần mềm theo biểu giống như một cái ô tô vậy, nó là công cụ thôi, còn chúng ta là người điều khiển nó theo ý của chúng ta. Đấy, chơi nào, thì hai cái bước này, bước 3-4 là hai bước quan trọng nhất này, bước quan trọng nhất. Đấy, khi bước 3-4 mà làm xong xuôi rồi ngon lành thì chúng ta chỉ việc bấm nút thôi, và chúng ta bấm nút là xếp xong 100%. Đấy, bước 5 là bước rất là dễ, bấm một nút là xong. Và khi bấm xong, xếp xong thì có biểu rồi thì chúng ta chỉ việc về mặt lý thuyết là đã có một thẻ có biểu là 100% đã xếp xong, không bị mâu thuẫn logic, và lý thuyết có thể in ra để cho các nhà trường dùng được. Nhưng mà nó rất là thế này, tới bước 5 này là thẻ có biểu nó rất là xấu, chưa đẹp, hiểu chưa? Đó. Thì muốn đẹp chúng ta phải sang bước 6 là bước là quan sát tinh chỉnh dữ liệu thẻ có biểu sao cho tối ưu hơn. Thì bước 6 là, thật ra bước 6 là bước khó nhất mà đòi hỏi kinh nghiệm nhiều nhất. Thông thường một giáo viên thành thạo phải mất từ 3-4 năm thì mới thành thạo bước 6 này, không cái bước 6 này thì không đơn giản. Giống như lái xe đấy, chúng ta tập lái có bằng lái rồi thì vẫn lái xe vẫn rất là ngỡ ngàng, đi vẫn phải đi chậm nó mới nhanh đâu. Anh phải lái xe hàng chục năm trời thì anh mới thạo. Bước gì thả hồ đi đâu cũng được, không sợ gì cả. Thì cũng như vậy thôi, cái bước 6 này là bước 6 là cái bước mà chúng ta phải am hiểu rất cả cái ngóc ngách của phần mềm, tất cả những cái nhỏ nhỏ phần mềm, vì phần mềm hiện nay phần mềm có rất nhiều công cụ để tinh chỉnh. Hiện nay phần mềm chúng tôi là có khoảng hơn 100 công cụ cơ mà, hơn 100 cái nút để chúng ta có thể hỗ trợ cho cái việc là tinh chỉnh này. Thì cái việc này là việc nó khó nhưng không dễ. Lại nhắc lại nhé, nhưng mà rất may là sang bước 6 này đã xong thì có biểu rồi, cho nên chúng ta xấu cũng được. Bước 6 chỉ là bước là chúng ta làm cho thiểu thấy biểu đẹp lên thôi, còn mặc kệ nó, chúng ta vẫn in được, vẫn in ra và xếp cho bà trường dùng, xấu thì mặc kệ, được chưa? Đó. Hiện nay có một số những cái giáo có một số thầy hiệu trưởng ấy, hiệu phó là rất là cứng nhắc, khi mà thấy thầy có biểu in ra mà xấu ấy, lập tức là đổ lỗi cho phần mềm, đó là cái sai lầm một cách kinh khủng luôn ấy. Giống như chúng ta đi ô tô mà bị đâm này, đổ tội cho cái ô tô, đổ tội cho cái công ty bán ô tô, như vậy là sai. Cái ô tô mà đâm ấy là do cái anh lái xe chứ đâu có phải do cái người mà làm ra cái ô tô đó, đúng không nào?
Thì chúng ta mà chúng ta phải chú ý là nó là một công cụ mà tất cả đi nhanh đi chậm mà đi lái mượt đi lái chính xác hay không bị tai nạn, không bị công an phạt là do cái người lái xe họ điều khiển. Thì cái những cái việc theo các khuyến biểu của một trường mẫu đẹp với sống là do các anh theo các khuyến theo các biểu anh làm. Đấy. Chuyện tôi nói là cái người xe có biểu là quan trọng lắm, anh ta nhiều quyền lực lắm, rất nhiều quyền lực. Vì cái anh này này, cái anh theo có biểu này, anh ta hoàn toàn có khả năng là xếp cho anh ta rất đẹp và cho một số người quen rất đẹp. Nhưng mà còn lại thì là xấu. Đấy, nó không cái vấn đề nó không dễ dàng nên nó không cái vấn đề nó là dài lắm, nhưng mà thôi được thì chúng ta hình dung như thế nhé. Không thể nào mà thỏa mãn là 100% tất cả các cái người trong nhà trường nó đẹp cả. Cái tỷ lệ cái số lượng người mà đẹp ấy là do cái tay nghề của người sẽ có biểu, tay nghề của cái anh của cái thầy giáo xếp ấy. Thầy giáo mà càng càng tay nghề càng càng giỏi ấy, càng có cái quan sát được các cái bước bước đi như đến đánh cờ ấy, để quan sát được cái nhiều bước trước ấy, anh ta sẽ xếp được tốt hơn. Cái này là một toán rất là khó chứ không dễ, mà toán rất là khó. Anh để chúng ta thấy là như vậy nhé. Cho nên là cái người sẽ có biểu nó đóng vai trò rất quan trọng, rất nhiều quyền lực, nó là rất nhiều quyền lực luôn nhé. Thậm chí là một số trường ngày xưa, bây giờ nó không biết, ngày xưa thì nó khác lắm. Ngày xưa thời bọn tôi còn khi bọn tôi bắt đầu làm quen với có biểu, chúng tôi cùng các nhà trường cùng xếp ấy. Thì cái ông sẽ có biểu thường ông ấy là hiệu phó, ông ấy nhiều quyền lực lắm, ông ta muốn gì là. Mà ngày xưa không có chuyện là giáo viên mà là kêu là mắng mắng đâu nhá. Thầy có biểu xấu là chỉ đến xin thôi chứ không có chuyện là mắng cái người này. Hiện nay là có nhiều giáo viên là bị mắng luôn, bị các giáo viên khác mà xấu là mắng người này, bắt phải làm thế kia. Như vậy là sai lắm, sai lầm một cách rất lớn luôn nhé. Và bước thứ bảy là in ấn. Thì nói rồi in ấn thì hiện nay có khá nhiều cái mô hình in ấn, nhưng mà cái mô hình mà tôi thấy hay nhất khuyên các thầy cô dùng là lệnh mà đẩy ra Excel nhé. Rồi bây giờ tôi quay lại hai phần chính là nhập cái bảng phân công chuyên môn cho thầy khóa biểu. Và bước thứ hai là các bước chuẩn bị sự thầy khóa biểu. Được chưa? Đấy. Thì cái nhập bảng phân chuyên môn này như sau. Đây chúng ta, đây cho các bạn vào xem nhé. Đây là tôi đã mở rồi nhé. Đây tôi đã mở, để cái này ra một chút nhé. Dưới này cho nó dễ nhé. Đây đây đợi một chút nhé, sao tôi không nhìn thấy nó sao nhỉ, để tôi một tí nào nhé. Sao tôi đóng làm việc tôi không mở nó ra nhỉ? Để thêm một tí nha. Rồi, đây rồi. Đó. Thế đây là cái giao diện mà chúng ta đang mở một cái thời có biểu ra. Thì chúng ta khi mở rồi thì chúng ta thấy là khi mở ra rồi nhé, thì cái màn cái lệnh mở tiếp nó sẽ mở đi này, ta mới nó mở đi và chúng có lệnh đóng này, đóng lại thì lại mở tiếp một cái khác nhé. Rồi thì cái thực đơn hệ thống ấy là thực đơn này, là thực đơn có chức năng là mở này, tạo mới này và đóng tiếp. Ngoài ra có cái lệnh là ghi, lại ghi, và đặc biệt lệnh là ghi ra HTML và ghi ra Excel. Excel là cái rất quan trọng nhé, ghi là ghi ra Excel. Của cái HTML cho tạo ra một cái trang web mà chúng ta có đẩy cái thầy cái biểu này lên cái trang web đó của nhà trường nhé. Rồi ở trong này chúng ta là không có gì cả, các chuyện này chúng ta không như là không, nó không, nó không không quan trọng lắm, chúng ta bỏ qua hết như này nhé. Đó thì quan trọng nhất là phần này chỉ có lệnh mở, lệnh đóng, lệnh tạo mới nhé, và lệnh ghi ra Excel. Đó, chúng ta chú ý. Tiếp theo ở cái thư mục dữ liệu là tất cả những cái lệnh liên quan đến nhập dữ liệu. Đó, chúng ta chú ý rất là nhiều nhé. Đó, chúng ta tôi sẽ nói sau cái lệnh chỗ này. Tiếp theo là cái là chỗ lệnh chính là cái lệnh mà thông thường là cái lệnh mà sau khi chúng ta nhập dữ liệu xong rồi thì chúng ta sang đây, thì ở trong này nó có rất nhiều lệnh quan trọng lại là tôi sẽ nói, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng của vị trí một chút nhỉ. Ở đây nó có cái lệnh rất quan trọng là lệnh là xếp tự động 100%. Đó, xếp tự động 100%.
còn ở đây là cái lệnh là tinh chỉnh bảng công giảng dạy, đây là cái lệnh là xóa xóa toàn bộ thứ biểu trong một nhà trường. Khi chúng ta xếp một thứ biểu xong rồi mà thấy nó xấu quá, chúng ta có thể xóa làm lại. Để lại. Tiếp theo là cái lệnh sau đây là cái lệnh rất quan trọng nữa, là lệnh là kiểm tra logic dữ liệu. Lệnh này là lệnh gì? Lệnh này là lệnh như sau, là cái lệnh mà phần mềm sẽ tìm ra những cái lỗi không tương thích thì logic ở trong dữ liệu thì có biểu. Thì trong cái này thì nó có hai loại. Để tôi bấm lên kiểm tra nhé. Thì khi mà chúng ta vào lệnh kiểm tra logic biểu thì nó sẽ hiện ra, nếu có nó hiện ra đây các lỗi logic. Thì trong cái lỗi logic này ở trong thì có biểu thì nó có hai loại. Cái loại mà hay gặp nhất là loại này này. Là cái loại mà máy nó nhìn và nó thông báo rằng là chúng ta không đủ cái chỗ trống để chúng ta sẽ có biểu. Đấy. Phân công giảng dạy của lớp 12A1 quá nhiều. Phân công dạy là 37 tiết nhưng mà cả sáng cả chiều đây, cả sáng cả chiều chỉ có là 34 ổ trống. Thì cái logic này, cái lỗi này nó gọi là logic yếu, tức là cái lỗi này là cái lỗi mà chúng ta không thể sửa, bấm vào lực bấm vào đây không ăn thua. Chỉ xem thôi. Còn loại thứ hai là cái loại mà nó thực sự có lỗi logic do bản thân cái phần mềm nó bị lập trình sai. Đấy. Tôi có đề vấn đề phòng như vậy mà. Thật ra vì cái các bạn biết là cái phần mềm thử biểu lập trình nó rất là phức tạp. Hiện nay là phần mềm hiện nay đã hơn 1 triệu dòng lệnh rồi. Hơn 1 triệu dòng lệnh mà nó rất chi tiết, mà trải qua nhiều đời lập trình viên, cho nên thế nào nó có những lỗi logic mà nó xảy ra. Thì nếu mà có lỗi logic đó thì hiện ra ở đây là nó sẽ báo, lỗi logic báo là thầy có biểu của giáo viên A không tương thích với thầy có biểu của lớp 10B, chứng tỏ rằng là hai thầy biểu này nó có cái ô mâu thuẫn. Rồi tại cái ô là tiết hai ngày thứ ba của lớp 10B có cái ghi là cô A dạy, trong thì vừa cô A tiết hai ngày thứ ba lại không có lớp 10B, thì đó là một cái đó là lỗi rất nặng, lỗi logic. Thì phần mềm sẽ tự động xóa cái lỗi logic. Thì khi đó cái nút này là nút tốt này, là nó sửa lỗi logic, nó xóa đi, nó làm lại. Nhưng mà cái lỗi này, đây là cái lỗi là do chúng ta tạo ra, là cái lỗi mà chúng ta phân công quá nhiều, mà chúng ta đặt ra nhiều quá nhiều cái tiết không học, đúng không? Không học, và như vậy là cái ô trống nó cũng không đủ. Chúng mình vẫn đang trên đây, đây là 37 tiết, phân công 37 tiết mà tiết có 34 ô trống, phân công 35 tiết thực tiết chỉ có là 34 ô trống đấy. Thì khi cái lỗi này là lỗi chúng ta là bất khả kháng, chúng ta sẽ vào bài chúng ta phải sửa lại chưa. Thì đó là cái kiểm tra logic là rất quan trọng nhất. Cái này chúng ta thường xuyên chúng ta mở ra thông báo ngay đấy, mở ra cho xem được chưa. Riêng lỗi này chúng ta không sửa được, bấm sửa được, không ăn thua nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ nói nhanh cái phần nhập dữ liệu. Phần nhập dữ liệu thì cái phần nhập dễ là gì? Là nhập lớp học, nhập giáo viên, nhập nhóm giáo viên, nhập môn học, nhập tính chất sư phạm môn học, nhập yêu cầu của nhóm giáo viên, nhập yêu cầu giáo viên. Thì đây là những cái lệnh nhập là dễ, không khó, được chưa? Tôi cho các bạn xem một chút. Lệnh nhập lớp đây, như thế này. Chúng ta nhập khi chúng ta tạo một lớp mới nhé. Lớp mới thì chúng ta sẽ chọn đây là hoặc là học sáng hoặc chiều hoặc cả ngày. Đấy, tôi nói là chúng ta theo tôi thì chúng ta thấy các thầy cô cứ thả thừa hơn thiếu, chúng ta nhập ngay cả ngày đi, không quan trọng. Còn tất nhiên là thực tế chúng ta học là lớp là khối 10 học buổi sáng, khối 11 học buổi chiều, khối 12 học cả ngày, không sao cả. Thì lớp 10 chúng ta chỉ phân công buổi sáng thôi, thì sáng chúng ta học, buổi chiều chúng ta để trống ra. Lớp 11 là chúng ta phân công buổi chiều thôi, buổi sáng chúng ta bỏ trống ra, còn như vậy không nhập nữa. Cũng lớp 12 nhập cả hai buổi, buổi sáng sẽ là học chính, buổi chiều sẽ là học gì? Buổi chiều sẽ là học thêm, chúng ta học thêm nhé. Đó, thực ra là như vậy. Thì như vậy chỉ có trong máy tính nó sẽ lưu là hai sách lớp sáng và sách lớp chiều. Trong máy tính nó vẫn lưu là hai sách riêng biệt nhé, chúng ta chú ý. Sách lớp sáng riêng, lớp chiều riêng. Đó, chúng ta chú ý. Phần mềm chúng tôi là được khởi tạo, được viết ra năm 1988, từ cách đây là 36 năm rồi. Thời kỳ tôi gọi là mông muội, thời kỳ máy tính chúng ta vẫn dùng hệ điều hành DOS. Cho nên hồi đó chúng tôi đã mô tả riêng hai cái mình. Cái thời ngày xưa thì không có chuyện là học hai buổi. Chỉ sau này khi mà đã
đổi mới khi đất nước đã khá lên rồi thì lúc bây giờ mới có chuyện học hai buổi. Còn ngày xưa không có chuyện học hai buổi. Chứ ngày xưa chúng tôi để riêng ra sáng chiều. Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn để như vậy để cho chúng ta có cái kế thừa từ ngày xưa. Đó là cái mô hình lớp học như vậy thôi. Tiếp theo, ở bên này chúng ta chú ý tí là đây nó có chữ vị trí lớp. Rồi. Cái chỗ này là mô tả cái địa điểm của lớp đấy. Thì hiện nay trong máy tính chúng tôi đã tạo ra sẵn là có 10 địa điểm. Một số trường ở miền núi hoặc thậm chí một số trường ở thành phố lớn cũng hai địa điểm. Ví dụ cái Hà Nội là cái trường Lương Thế Vinh cũng hai địa điểm, một địa điểm ở quận Cầu Giấy, một địa điểm ở quận ở trong Hà Đông chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta có hai địa điểm khác nhau thì cho ghi rõ lớp nào học ở cái địa điểm nào, chỉ một hay hai, ghi rõ vào đây nhé. Thế này là như nào? Cái này là như sau. Cái này mà nếu có hai mà nhà trường có hai điểm thì phần mềm sẽ tự động làm như sau. Phần mềm sẽ tự động ngăn không có chuyện là một giáo viên dạy tiết 1 ở địa điểm 1 sang tiết 2 dạy điểm 2 là không được. Máy nó ngăn cấm, máy nó tự động nó tạo ra cái đó, không thể bao giờ xảy ra được. Có thể là sáng dạy điểm 1, chiều điểm 2 được, nhưng không có chuyện là buổi sáng tiết 1 ở địa điểm 1, tiết 3 điểm 2 là không được. Đó là cái chú ý nhé, đó là cái chỗ này. Cái này chính là ở các địa phương nó chính là cái là gọi là điểm trường đấy, gọi là điểm trường. Thế đó là lớp học nhé, không có gì. Còn giáo viên thì chúng ta nhập riêng là mã giáo viên riêng và tên giáo viên riêng. Chúng ta đọc tên và mã ở phía dưới này nhé. Đó. Mã thì không thể trùng nhau được. Tên được phép trùng nhau. Chúng ta có thể có hai người cùng tên, Trần Thị Vân. Chúng ta ví rõ là Vân Toán, Vân Văn hay là Vân A, Vân B, Vân 1, Vân 2, ghi rõ ra nha, chúng ta chú ý. Đây là một cái trường đây. Thì cái tên ngắn chúng ta để mã thường để ngắn hơn thôi thì cho nó dễ. Đấy, còn một số trường có ghi thậm chí họ ghi là Toán 1, Toán 2, Toán 3 tùy từng nhà trường một nhé. Đấy, không quan trọng. Còn cái thông tin về nam nữ thì ngày sinh thì không quan trọng lắm nhé. Đấy, không quan trọng. Chú ý là cái tên bên này ta nhập một lần thôi, không nhập nhiều lần, chúng ta chịu khó nhập nhé, chịu khó nhập. Có thể cô nhìn thấy rất là ngại nhập cái này, không gì ngại cả, chúng ta nhập một lần thôi mà, cả đời nhập một lần thôi mà. Chú ý rằng cái file dữ liệu theo các biểu là cái file mà tạo một lần và dùng mãi mãi, không bao giờ phải làm lại cái file mới cả. Có thể cô chú ý nhé, rất quan trọng đấy. Tiếp theo là cái khái niệm là nhóm giáo viên, cái này cũng khá quan trọng. Chúng ta nhập các nhóm ở đây và mỗi nhóm như vậy, đây là các cái giáo viên cùng một nhóm đây. Đây là nhóm văn này, đây, nhóm anh này, nhóm sử này, nhóm địa, đây là nhóm chuyên môn. Và mỗi nhóm như vậy thì bên này ghi rõ là dạy môn nào ở đây nhé, đó dạy môn nào, môn toán này hay dạy môn toán đây, không dạy sinh hoạt, cái này bấm lên dạy sinh hoạt đây. Thông thường sinh hoạt là cái môn là môn chủ nhiệm, chúng ta bấm vào đây nhé, đó cập nhật vào đây nhé, đó chúng ta chú ý. Thì cái hay của cái này thì cái hay của nhóm giáo viên là cái gì, cái lợi của nó gì, lợi của nó là như sau, là chúng ta có thể là nhập phân công chuyên môn theo từng nhóm giáo viên, và khi đó thì trên màn hình chỉ hiện ra cái môn học này thôi, môn học không hiện ra cái môn học khác, rất thuận tiện cho việc nhập dữ liệu phân công dạy. Ngoài ra chúng ta còn có thể là nhập thêm cái tiết họp cho từng nhóm giáo viên, ví dụ toàn bộ tổ lý sẽ họp vào tiết một là thế nào, chúng ta chú ý. Thì nhưng mà thuận tiện cho cái việc là ta nhập một lần thôi, nhập cho toàn bộ nhóm. Thông thường trong nhà trường chúng ta thì mỗi một nhóm giáo viên là có thể có những ngày có những tiết học là tiết họp ấy. Thông thường là mỗi một tuần là có một tiết họp, thực ra là một lần thôi. Đó, chúng ta chú ý nhé, bấm là ta nhận xong chúng ta bấm nút. Tôi muốn tạo một cái nhóm mới nhé, tôi bấm thêm này, tạo một nhóm, ví dụ là nhóm thể dục, lấy dụ đấy nhé, bấm vào enter, vào đây này, bấm vào đây nhé. Thì này chỗ này nó là trống, tôi có thể chọn đây, chọn bên này, tôi bấm vào đây, giáo viên A này, giáo viên B này, chọn một số người mà nằm trong cái nhóm giáo viên. Thì một giáo viên có thể nằm trong nhiều nhóm nhé, một giáo viên có thể nằm trong nhiều nhóm và một nhóm có thể chứa nhiều giáo viên, thế thôi, các chú ý nhé. Các giáo viên có thể trùng nhau trong nhóm sang nhóm khác thoải mái nhé, đó chúng ta chú ý. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta tôi chú ý một chút là cái lệnh mà nhập môn học. Đấy, tôi nói nhanh nhé, đó thì ở đây chúng ta đều rất dễ dàng, phần mềm đã tự động tạo ra sẵn các cái môn học theo đúng ấy rồi, đúng cái chương trình của bộ rồi. Chúng ta tha hồ chúng ta thêm bớt này, xóa thoải mái nhé, chúng ta thêm bớt thoải mái, được chưa?
Thì mỗi một kỳ môn học như vậy chúng ta có nhập mã môn và nhập tên môn. Mã môn là đề nghị là cho 4 nghĩa tự thôi, còn mã tên môn thoải mái, và chúng ta sẽ phân bổ cho tiểu học, cho cơ sở, cho học phổ thông và nhập thêm các thứ như vào đây. Tự nhiên xã hội hay là môn hay là tự nhiên hay là xã hội, môn chính hay là môn phụ, môn tổ hợp hay là không. Được chưa? Từ nhóm môn nào vân vân. Và đặc biệt trong cái này chúng ta có một thông tin rất quan trọng nhé, là thông tin này là số phòng học của môn. Đấy. Cái này là cái mà chúng ta dùng chức năng này để chúng ta hạn chế lại cái số tiết được phân được tự động xếp. Quan trọng như sau nhé. Cái này này nó dành cho các môn học như là môn lý, môn hóa, môn sinh, môn tin. Ví dụ chúng ta môn tin học chúng ta chỉ có hai phòng tin thôi. Để tôi lấy ví dụ môn tin nhé, để môn tin học đây. Chúng ta mặc định của phần mềm để là 150. Chúng ta sẽ sửa lại đây là hai môn hai thôi. Thì như vậy là máy tính nó hiểu là gì? Máy tính nó hiểu là gì? Là trong cùng một thời điểm chỉ có maximum là hai lớp học tin thôi. Đó. Thì như vậy chúng ta yên tâm là có hai lớp tin, cho nên lúc nào có một phòng tin là trống, chúng ta có thể cho lớp mình vào đó. Vào đó để thực hành tin. Đấy. Thế về môn lý, vật lý chúng ta chỉ toàn trường chúng ta chỉ có là hai phòng thực hành thí nghiệm lý thôi, thì chúng ta đặt cái này là 2 hay là 3. Được chưa? Chứ cái thông tin này là trong tất cả tham số này, cái tham số này là rất quan trọng, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ tôi nói tiếp sang rất quan trọng. Khi mà chúng ta nhập xong rồi, à đây, tiếp theo chúng ta nhập kia gọi là thuộc tính sư phạm môn học, và nhập ràng buộc môn học. Thì có rất nhiều, nhưng mà nói chung ra ở đây chúng ta chỉ hay dùng là gì, là có một cái thuộc tính, là có một cặp test xếp liền, đó là hay dùng nhất này. Cái này là dành cho cái môn thử là môn văn và môn toán, hoặc là những trường chúng ta là trường chuyên thì cái lớp chuyên lý thì là môn lý sẽ có một hai test xếp liền, thông thường là hai test xếp liền để gì, để dạy được nhiều tiết hơn, dạy được nhiều hơn và có thể dùng để kiểm tra. Hay là chỉ học một tiết một ngày. Thông thường tất cả các môn học chúng ta đều học như bằng ngày hết, vừa là môn nhất là cái môn như là môn ngoại ngữ chẳng hạn, nên học một tiết một ngày thôi. Hay là không học tiết năm, không học tiết 4 năm, đây là cái dành cho các cái môn học mà phải ra ngoài, là môn trải nghiệm này, hay là môn thể dục mùa hè đấy, thì không học tiết một, không học tiết năm, không học tiết 4 năm. Cái là như sau nhé, cái là mà chúng ta bấm vào đây, sau đó chúng ta bấm nút bổ sung và chúng ta chọn môn học đã. Ví dụ chúng ta môn ngoại ngữ này là môn học một tiết một ngày, nhưng chúng ta bấm nút bổ sung và chúng ta chọn đây, chọn toàn trường, không toàn trường. Đó, thì bấm nút kết thúc thì nó sẽ áp dụng cho là toàn trường. Và đúng một ghi dữ liệu vào đây. Bấm nút ghi lưu vào đây nhé, cho tiện thiện. Như vậy là cái môn ngoại ngữ là môn mà có cái thuộc tính là gì, học một tiết một ngày thôi. Đấy, được chưa? Bấm nút kết thúc. Chúng ta làm như vậy cho toàn bộ tất cả các môn học. Thì đây là cái lệnh mà nhập ràng buộc sư phạm môn học và nhập đúng một lần thôi. Tiếp theo là chúng ta nhập cái yêu cầu về nhóm, yêu cầu về cho từ giáo viên. Yêu cầu về nhóm ấy, thì hầu hết là chúng ta nhập cho môn cho nhóm đây, và chúng ta nhập cái tiết họp thôi. Họp đây. Như là môn văn nhé, đây là môn sử đấy, nó đây cái lớp này họ đọc lần nào mình là không đúng đâu. Cái lớp này, cái trường này lại sai. Thông thường cái tiết họp ngày tiết một cái thứ hai thôi là tiết chào cờ, không cần họp. Tôi lấy ví dụ như là môn sử, chúng ta họp tiết môn sử nhé, chúng ta kết thúc vào đây và chúng ta chọn là họp. Ở đây lại mở nhỉ. Không cho lại mở đây. Không hiểu sao lại mở. Thế chúng ta mở đây nhé, chúng ta bỏ cái này đi. Bấm nút dỗi này. Chắc nó nằm trong. Chắc cái này nó ghi, vì nó ghi ở bên kia rồi, nó ghi ở bên đường giáo viên mà rồi. Và tôi sửa sau nhé. Họp này. Đấy, họp. Được chưa? Thì như vậy, bấm họp đây thì là họp đây là họp là toàn bộ vật lý sẽ họp, toàn bộ giáo viên lý sẽ họp vào ngày thứ hai, ngày thứ sáu. Ta chú ý là cái ràng buộc họp là cái ràng buộc mà cứng, đã họp rồi không xếp được nữa. Ngoài ra có cái ràng buộc như sau, có cái ràng buộc là hạn chế nghỉ dạy. Được chưa? Thì cái ràng buộc hạn chế nghỉ hay là bốc bận này là cái ràng buộc mềm. Tức là phần mềm nó sẽ khi mà xếp tự động đại trà thì nó sẽ tránh ra, nhưng khi mà xếp vào cái lúc mà nó căng thẳng thì nó có thể xếp đè lên, nó sẽ phá bỏ. Thế nên gọi là ràng buộc mềm. Còn riêng ràng buộc họp là ràng buộc cứng, được chưa?
đây là cái màn hình là nhập yêu cầu của nhóm giáo viên. Còn đây là cái màn hình kết thúc nhé, đây là cái màn hình là của từng giáo viên đó. Thì là cái màn hình nó sẽ nhiều hơn nhé, màn hình này nó sẽ phức tạp hơn. Đây cho từng giáo viên một, đây cho từng giáo viên một trong toàn trường nhé. Đấy. Thì đến nó có rất nhiều những cái thông tin khác nhau, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đấy, thì cái này nó họ ghi này, bởi vì đây là người ta ghi hết ở đây rồi, người ta ở đây anh cái thầy giáo mà xếp cái thời biểu cho cái trường này, anh ta rất là khôn ấy. Anh ta đặt họp linh tinh trong này đã đặt họp ở đây rồi thì là không xếp vào nữa. Đấy, nhưng cái mẹo nhé, cái mẹo này không hay lắm, đặt họp là cứng đấy, cho ra từ thầy bên một. Thông thường họp chỉ đặt cho nhóm giáo viên thôi, cũng không đặt cho từ giáo viên, mà thì cái ông này cũng đặt cho từ giáo viên một, như vậy là không hay lắm, làm cho cái việc xếp thời biểu trở nên rất là khó luôn. Chứ các bạn thấy cái thời điểm này vừa nãy nó có cái thông báo về lỗi logic ấy, là không đủ tiết học, là vì cái này đây giáo viên nào họp quá nhiều như này thì làm sao mà anh đây này giáo viên này rồi. Ở đây nó có một số thông tin, một số những cái yêu cầu, ví dụ như là thời gian chờ dậy lớn nhất trong một buổi là bao nhiêu, thông thường là cho phép là một tiết, còn để không là rất khó nhé. Để không là và dạy liên tục ấy thì là chúng ta phần mềm sẽ không thể đáp ứng được nhé. Hay là tổng thời gian dạy trong một tuần lễ là bao nhiêu, để là 3 là hợp lý nhé. Đó. Rồi là không dạy qua trưa, rồi là thông tin chi tiết là buổi sáng là như nào, buổi chiều sẽ làm sao, buổi sáng dạy từ tiết mấy dạy từ tiết 1, dạy từ tiết 1 đến tiết 3 chẳng hạn, đến tiết 3 chẳng hạn, đến tiết 4 chẳng hạn, 5 được phép nghỉ. Tất cả các giáo buộc này là đều là giáo buộc mềm hết nhé. Là khi mà xếp đại trà thì phần mềm sẽ xếp đúng, còn khi mà vào cái thời kỳ kịch tính ý, là phần mềm sẽ ghi đè lên, nó sẽ phá vỡ. Được rồi, thì đó là cái tiếp theo chúng ta vào rất quan trọng là chúng ta là phân công giảng dạy. Thì chúng ta có hai lệnh, lệnh này và lệnh này. Cái lệnh này là lệnh dành riêng cho cái lớp học nào mà là mô hình lớp 2B mới này, thì tôi khuyên chúng ta không nên dùng cái này, rất ít khi dùng. Chúng ta lớn chúng ta vào đây, và vào đây chúng ta chú ý là chúng ta sẽ phải nhập phân công cho sáng riêng và cho chiều riêng. Đấy, các bạn thấy không? Sáng riêng nhé, sáng riêng bấm vào đây sáng thì là chiều này. Nhưng mà hiện nay màn hình nó có hai cái màn hình riêng sáng riêng, chúng ta nhập cho từng khối một, từng sáng riêng chiều riêng. Thì mặc định của nó thì là bên trái là hiện lên toàn bộ giáo viên đây, đó, rất là nhiều đúng không? Ở phía trên này là toàn bộ các lớp hiện ra ở đây, toàn bộ các môn học đây. Là một cái lưới rất lớn đúng không nào, đó rất lớn. Thì bây giờ chúng ta có thể hạn chế lại như sau: một là chúng ta chỉ muốn nhập cho từng nhóm giáo viên thôi, chúng ta bấm chọn phải ở đây và chọn là chọn cái nhóm giáo viên đây, chúng ta chọn cho nhóm giáo viên là môn Vân toán thôi, bấm nút ở đây chúng ta bấm chọn là chọn nhóm giáo viên đây chứ, nhóm toán này, bấm nút kết thúc đấy. Thì rất hay là gì, máy tính chỉ hiện ra đây là sinh hoạt và môn toán thôi, mà chúng ta nhập riêng cho tổ toán, đây tổ toán này, và đây nhập riêng cho sinh hoạt và toán. Chúng ta bấm chuột phải và chọn cái lớp, chọn lớp tương ứng đấy. Và đặt vào đây, được chưa nào, đó nhé. Ngoài ra bây giờ tôi làm lại, tôi đặt lại cho toàn bộ giáo viên nhé. Bây giờ tôi có thể hạn chế lại, bây giờ tôi chỉ muốn chọn là ở đây rất là nhiều, mà tôi chỉ muốn chọn môn toán làm thế nào. Đây tôi bấm chuột phải vào đây và chọn môn học, đây tôi chọn môn toán thôi, toán đây. Tôi để chọn riêng môn toán và môn văn nhé, bấm và tôi bấm chuột toán mà tôi chọn là bấm shift hoặc là bấm vào control chọn môn văn, mà chọn hai môn thôi, bấm kết thúc, vẫn chọn là hai môn thôi, thuận tiện khi mình thông thường mà khi nhầm cái bảng lớn này mà các bạn để nguyên toàn bộ, nhìn nó phức tạp lắm, nhìn nó rất là mù mờ, nhìn nó rất là khó. Chúng ta nên hạn chế lại, nhập theo từng cột một dễ, theo từng môn một, nhìn tổng thể như vậy. Toàn bộ môn văn của chúng ta là bạn là có vài bạn ở đây dạy thôi đó nhé, môn toán có vài người dạy thôi đó, nhìn đây, toàn trường đây đó. nhìn rất là dễ luôn. Và đây chúng ta có thể bấm chuột phải ở đây nhé, thêm một chút nữa nhé. Ở đây các bạn thấy không? Ở đây lớp 10DA2 nó có số mở ngoặc 4 là cái gì? Mà 10N11 không có mở ngoặc thì là cái gì? À,
Đấy, cho chú ý nhá. Ở đây thêm một chỗ là chỗ rất quan trọng này. Đây là buổi sáng nhá. Ở đây đang là buổi chiều, đây đang là buổi chiều này. Thì buổi chiều ở đây là ở đây này. Khối 10 có chỗ mở ngoặc 2. Ở đây hiểu như đây là mặc định là gì? Mặc định là buổi chiều là mặc định buổi chiều là gì? Mặc định buổi chiều là gì? Là 2 là họ mặc định là số tiết chuẩn là 2 thôi. Đấy. Thì ở đây nó không có gì cả, đây này. Thì là nó là 2 tiết. Nhưng mà nếu chúng ta nhập có thể là 4 tiết thì ghi vào đây. Chúng ta sẽ mở ngoặc. Đấy, mở ngoặc. Ghi 4 vào đây. Đấy, như vậy là tức là mặc định là một số tiết nào đó nhưng mà chúng ta có thể chỉnh sửa. Phân công số tiết nó khác mặc định nhé. Đấy, chúng ta chú ý. Như vậy đây là mặc định là 2, chúng ta sửa đây là 4. Vì chúng ta có thể bấm đây, chúng ta bấm chuột phải để chúng ta chọn cái lệnh là gì, là thay đổi sự mặc định. Được chưa? Và chúng ta chọn đây là ta sửa lại là 4 chẳng hạn. Nên nó có hai, nó có hai cái dòng mục tiếp theo là khi đổi cái này thì các lớp đã nhập thay đổi theo 4 hay không, hoặc là giữ nguyên số tiết lớp đã nhập. Tôi bấm nút giữ nguyên nhé, bấm nút kết thúc đó. Thì khi đó các bạn thấy lớp 12 là nó mất ngoặc rồi, vẫn là 4 rồi, còn cái lớp này là nó thành là 2 này. Đấy, vẫn đang là 2 vì nó khác với số 4 này. Đấy, các bạn chú ý nhé, cái tỉ mỉ này chúng ta phải làm nhiều nó quen, không có cách nào khác cả. Và khi chúng ta nhập xong cho toàn trường, chúng ta rất chú ý đây. Như sau này, một trong những phương pháp chúng ta kiểm tra là như này. Chúng ta sẽ bấm vào cái nút là nhập theo lớp để chúng ta quan sát xem là toàn bộ nhà trường mình trong cái buổi chiều hay buổi sáng đó sẽ nhập được bao nhiêu. Chúng ta bấm vào đây này, đó. Và chúng ta quan sát ở đây. Đây tôi bấm buổi sáng nhìn dễ hơn nhé. Đây buổi sáng này. Như vậy lớp 12 là một buổi sáng nhập là 19 tiết. 19. Ở đây các bạn thấy ở đây có một lớp là 12N2 thì lại là 19, 12A1 là 18. Như vậy chỗ này có chỗ sai sót rồi, chắc là bị sai. Lớp này là bị sai. Ở đây nó có lộn nhộn 19, 19, 18, 19, 19, 19 thì lại 20 này. Đây cho thêm. Chứng tỏ cái lớp này, cái trường này là cái bạn này là bạn nhập sai lung tung cả. Nó như thế này. Đấy, thấy nó rất lung côm. Khi mà trong cái trường mà chuẩn thì toàn bộ khối nó phải giống hệt nhau. Tất nhiên có trường hợp đặc biệt ra thì không nói, nói chung đa số các trường là toàn bộ một cái khối lớp trong một nhà trường một buổi là nó phải giống hệt nhau. Toàn bộ 12, ví dụ toàn bộ 12 là 26 tiết, toàn bộ 11 là 29 tiết, toàn bộ khối 10 là 27 tiết là phải giống hệt nhau. Đấy, các bạn thấy là cái này là chỗ rất nhiều người là lơ mơ chỗ này. Chúng ta phải cái việc nhập thực nhập bảng phương dạy là khó chứ không dễ nhé, nói chung là khó và nó chúng ta là rất chú ý cái chỗ này nhé. Cái chỗ này là cái chỗ mà rất chú ý, cái này là cái bảng này là nhầm khó nhất đấy, là khó nhất, nhất là những người mà bỡ ngỡ, những người mà mới tin từ đầu vào nhìn mà sẽ rất là hoa mắt và không hiểu gì cả. Nhưng mà thật ra nó không khó đâu, các bạn cứ nhập một vài lần, hay là các bạn không hiểu các bạn nên hỏi những người đi trước, hỏi các thầy cô mà thạo và rồi mình có biểu, mà tốt nhất là hỏi các cái ông thầy hiệu phó, thì hiệu trưởng của trường mình. Cái này là nhắc lại một lần nữa là rất nhiều nhà trường là chúng ta hiệu trưởng hiệu phó là coi thường cái này và coi cái việc này là cái việc đơn giản và giao cho một cô mới tinh nhìn tình, bắt cô ta trong 3-3 ngày phải làm xong. Thì cô ta có kêu trời lên, cô alo cho chúng tôi bảo thầy ơi giúp bọn em làm sao em ngày kia em phải nộp nhà trường rồi, bây giờ em chưa biết gì cả, không biết cách dùng nữa. Xong tôi hỏi thế bạn gửi cho tôi cái file dữ liệu, bạn bảo là em không biết cái file nằm ở đâu ạ. Thế thì khả năng nó hiểu biết về phần mềm nó còn yếu như vậy thì làm sao mà tôi có thể tôi hỗ trợ được nhé. Giống như các bạn là quảng cho một cái người trẻ măng không biết lái xe, bảo là cô quảng cho cô ấy bảo là lái xe đi thì làm sao mà họ lái được, họ phải tập chứ, họ tập rất mất thời gian, tập ban đầu là rất mất thời gian thì mới có thể lái cái xe mới đi được chứ. Nên nhà trường là hơi coi thường cái việc này thì họ làm như vậy. Đây là chỗ là rất hiện nay rất nhiều trường như vậy. Ngày xưa mà bọn tôi khi mà tôi làm ra cái thời biểu đầu tiên, ngày xưa nó không như vậy. Ngày xưa các thầy cô học giảng ngày xưa là họ trân trọng chuyện thầy cô biểu lắm, cho nên là phần lớn những người sẽ có biểu là người nhiều tuổi, là người vững chãi trong nhà trường, người họ là hiệu phó hoặc thậm chí cả hiệu trưởng hoặc trực tiếp mà xếp thì tốt nhất ấy. Ông ta là người quán xuyến tất cả mọi thứ chúng ta hiểu biết thì mới là hợp lý. Từ đấy dụ tôi rất thân với một thầy là thầy Nguyễn Quốc Hùng ở trường Lê Quý Đôn, thầy về hưu rồi ở trường Quý Đôn ở Bà Rịa Vũng Tàu, bản thân thầy là hiệu trưởng, ông là người xếp luôn, ông ta rất thành thạo và thì anh này rất là thành thạo, rất là làm nhiều, ông ta rất quen, ông ta xếp rất là đẹp. Đấy, mà
ngày xưa phải bài xưa ít chức năng hơn bây giờ nhiều, mà anh ta vẫn xếp rất đẹp. Thì các bạn phải chú ý như vậy nhé, cái người hiệu trưởng rất quan trọng, hiệu phó rất quan trọng. Rồi thì cái phần này là phần xếp rất cẩn thận, phải nhập riêng, sáng riêng và chiều riêng. Đấy chưa? Còn nếu mà thực sự trường mình khi vào đây, đây chúng ta phải bấm nút để thoát nhé. Chúng ta vào một chức năng mà nó có nhiều cửa sổ, nó có nhiều chức năng này, chúng ta phải bấm nó để chúng ta thoát. Đấy. Chúng ta chú ý nhé, một số cái chức năng ấy mà nó chỉ có một cửa sổ ngắn thôi, ví dụ như này, thì làm xong chúng ta phải thoát ra thì đã đành rồi. Nhưng một số cái chức năng mà nó phần mềm của nó là một cái cửa sổ lớn, ví dụ như lệnh này chẳng hạn, cái này chẳng hạn, đó, nó có nhiều lệnh, nó có nhiều các cái thực đơn, nó có nhiều cái icon như thế này. Bìa mà đều chúng ta bấm cái sang đây là hỏng này. Đấy. Bấm sang đây, bấm đây là hỏng này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta phải vào cái chỗ là phong giật dậy đây này, và chúng ta bấm nút thoát ra. Chỗ này là chỗ rất nhiều thầy cô là chưa thạo, được mà chưa huyên. Đúng ta lung túng. Vì vào đây này, khi vào đây thì máy nó sẽ làm việc với một cái bộ nhớ đệm, chứ không, nó không làm việc trực tiếp với dữ liệu không biểu đâu. Và nó lưu trong bộ đệm. Khi chúng ta bấm nút thoát này thì nó mới ghi vào dữ liệu chính. Chứ ở đây bây giờ chúng ta không thoát ra, chúng ta vào ngay cái khung nhìn này và chúng ta bấm ngay vào đây là tòi, bấm ngay vào đây là lỗi đấy, là không lỗi đâu, nhưng mà nó gây ra chính chỗ này là nó gây ra các cái lỗi logic bên trong thì có biểu, mà phần mềm không thể kiểm soát được, cái lập trình không thể kiểm soát được chỗ này. Ở đây mà tôi đã cho chức năng nó mở đi, chỗ này mở đi hết rồi này, nhưng mà hay đẹp chỗ này vẫn còn, thực ra cái chỗ này vẫn là nó hơi bị lỗi, chỗ này là chỗ mà đáng lẽ ra nó phải mở đi mới đúng này. Mở đi như này thì đúng rồi. Đấy. Chưa? Như vậy là bản ngay cả chúng tôi là thật ra là lập trình viên cũng có kinh nghiệm đấy, nhưng mà tuy thế không, một cái phần mềm mà nó một cái phần mềm nó có hàng triệu lệnh như vậy, chứ là còn nó rất kinh khủng khiếp như vậy thì rất là khó. Đấy, các bạn thấy nhé, nhưng trước đây phải vào đây này, sau đó chúng ta bấm nút thoát ra. Đấy. Đấy chưa? Rồi, thế bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo rất quan trọng, là sang cái phần cái bước chuẩn bị sẽ có biển. Đấy, cái bước này là chúng ta phải nói nhanh, những bước này là cái bước mà rất nhiều nhà trường là rất nhiều các bạn là lỗi. Chúng ta sang tôi ngay sang cái bước này rất quan trọng nhé. Đây, thì ở cái bước này là bước rất quan trọng, khi mà chúng ta đã nhập xong cái bảng phân công chuyên môn rồi ấy, nhập chính xác nhé, nhập mà sai thì sau này phải làm lại hết đấy. Nhập chính xác, kiểm tra tỉ mỉ tỉ mẩn, chúng ta nhập theo biểu, dữ liệu theo biểu là không nhanh ở đâu nhé, không nhanh nhiều đoạn ở đâu nhé, ta phải làm cẩn thận. Người làm theo biểu là người rất cẩn thận, chi tiết tỉ mỉ nhé. Thì ở bước này chúng ta sẽ làm, ở đây chúng ta tại bước này chúng ta sẽ làm bốn lệnh rất quan trọng. Một là lệnh gì, là xếp tiết chào cờ nếu có. Hai là xếp tiết không học nếu có. Ba là xếp tiết sinh hoạt rất quan trọng. Và bốn là xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Như vậy ở trong cái này là nó có bốn cái lệnh rất quan trọng, được chưa? Thì không học chào cờ là gì, không học là cái gì, sinh hoạt là gì, chủ nhiệm là gì, thì bây giờ tôi sẽ nói luôn nhé. Để chúng ta vào đây, bây giờ chúng ta đây, tôi lấy ví dụ cái lớp này thôi. Thì cái lệnh mà xếp trước là lệnh này này, là cái lệnh mà chuẩn bị đó, là lệnh này. Chúng ta vào lệnh chính và lệnh là xếp trước môn học. Đây chính là cái lệnh mà là gọi là chuẩn bị xếp 100% là lệnh này nhé. Lệnh này phải làm trước lệnh này. Lệnh này là lệnh rất quan trọng. Lệnh này mà làm không đúng ý, mà làm sai thì lệnh này sẽ bị sai. Chúng ta chú ý lệnh này đây. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ làm như sau. Lệnh này nó có bốn cái chức năng quan trọng. Một là chức năng là xếp chào cờ, đây chào cờ. Hai là xếp tiết không học, được chưa? Và ba là xếp tiết sinh hoạt. Đấy. Và bốn là xếp tiết bên chủ nhiệm. Thì chúng ta phải dùng cái gì nhé? Quên lại này. Tiết chào cờ là gì? Là một cái tiết độc lập, là tiết không phải là môn học, là tiết mà được xếp vào thông thường là đầu giờ ngày thứ hai và cuối giờ ngày thứ bảy, được chưa? Và khi đó thì toàn trường sẽ nghỉ và xuống dưới tầng 1 đó để mà tập trung toàn trường.
thì chỉ xếp dọc chào cờ khi mà tổng số tiết được phân công cho một buổi học đó là phải nhỏ hơn 30. Mà 30, 30, 30 thì không được nhé. Mà 30 thì không thể xếp được chào cờ đâu, vì là nó sẽ nhưng mà nhỏ hơn 30 thì cô chú ý nhé. Đấy, tôi cũng nói luôn ấy, khi chúng ta xem những cái màn hình là tổng số tiết được phân công theo chỉnh bộ đấy. Hoặc chúng ta vào cái chỗ này này, chúng ta vào đây này, chúng ta vào chỗ này, chúng ta nhớ lại vào đây này, chúng ta vào cái lệnh này, chúng ta xem là vào cái lệnh là dữ liệu này, phân công giảng dạy này nhé. Và chúng ta vào cái lệnh theo lớp đây này, theo buổi sáng buổi chiều, đây là đây buổi sáng đây nhé, buổi sáng đây. Đây đây là tổng số tiết phân công cho từ lớp một đây. Nhưng mà tổng số này mà là 30 thì không xếp chào cờ, không tiết, không xếp chào cờ nhé. Cái này mà nhỏ hơn 30 thì mới xếp chào cờ, chúng ta chú ý chưa nào. Đấy, nhưng 30 thì chịu chết nhé, chúng ta chú ý. Rồi chúng ta thoát ra này, chúng ta vào cái lệnh là xếp trước môn học. Như vậy chào cờ là cái tiết mà chúng ta sẽ xếp cho toàn trường, đúng mà bấm vào đây, và ở đây xếp cho hoặc là sáng hoặc chiều, bấm vào bên là sáng này hoặc là buổi chiều. Ở đây thật trong trường là chỉ có một chỗ thôi, và tôi bấm nút thực hiện nó sẽ làm một lần thôi là xong nhé. Chào cờ khi xếp chào cờ xong rồi thì máy sẽ hiện ra, bây giờ kiểm tra cho nó hiện ra chưa nhé. Chào cờ hiện ra ở đây này, đó, đây chào cờ, những buổi sáng chào cờ này, đó, hiện ra đây, toàn bộ buổi sáng nhé, một chào cờ. Rồi bây giờ tôi sẽ vào cái tiếp theo, vào cái thứ hai là không học là cái gì? Không học là như sau, là cái tiết mà được xếp vào khi nào là cần cái không học này là như sau, là khi này, khi mà như thế này, đây tôi phải lại vào lại để chúng ta hình dung, tôi lại vào lại cái lệnh này để chúng ta hình dung vào là lệnh lệnh phân công giảng dạy nhé. Chúng ta vào cái lệnh đây, vào cái chỗ này, chúng ta xem trong lớp đây, cái số tiết này mà nhỏ hơn 29, nhỏ hơn 30 thì chúng ta được phép xếp chào cờ, được chưa? Bị xếp chào cờ xong rồi thì số tiết chào cờ đó cộng cái này, đây là 19 nhé, cộng thêm 1 là chào cờ vẫn nhỏ hơn 30 thì phải cần xếp không học. Còn nếu mà chỗ này mà là 29 thì không cần nữa, 29 cộng chào cờ là đủ 30 rồi. Còn nó sẽ nhỏ hơn, đây là 19 này, đây là 19 nhé, đây ví dụ đây là 19 này, cộng với chào cờ là 20, mà tổng số tiết trong một tuần lễ buổi sáng của chúng ta đang là buổi sáng đó, là 30, suy ra cái lớp này này nó sẽ rỗng là 10 tiết, 30 trừ 20 là 10, do đó chúng ta phải xếp vào đây là bao nhiêu, là 10 tiết không học. Đấy. Số tiết không học là số tiết mà nó là cái số tiết là bằng bao nhiêu, bằng 30 trừ đi tổng số tiết ở đây này của một lớp này, và trừ đi một nữa, trừ đi một chào cờ nữa đó. để nó vừa vặn, nó tròn khít vào đây, chúng ta chú ý đây, tôi vẽ lại để chú ý dùng cho chúng ta nhé. Đây chúng ta vào đây này, chúng ta chú ý nhé, với mỗi một lớp nhé. Đây vì sao lại cần cái khung học mỗi một lớp đây, từ thứ hai đến thứ bảy nhé, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tự nhiên tôi ở đây có một lớp cả chủ nhật đấy nhé, nhưng mà một tôi đóng lại thôi. Đây là từ buổi sáng từ 1 đến 5 nhé, được chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Tổng số tiết cho phép, tổng cái số cho phép này là cho phép chúng ta là cho phép là 30 này, được chưa? Bây giờ tổng số tiết được phân công nhé, ví dụ là 26 chẳng hạn, được chưa? Bây giờ chào cờ là 1 là 27, suy ra là 30 trừ đi 26 trừ đi 1 bằng 3, thì đây chính là cái số tiết không học cần phải được phân bổ, cần phải nhập vào. Vì nếu không mà có cái không học được, không đưa vào, thì máy tính sẽ xếp hết vào đây và nó sẽ lỗ chỗ ra có ba cái ô trống này đó, thì chúng ta phải không học. Thông thường không học được xếp vào phía cuối này, vào phía cuối đây, tùy ta lựa chọn cái không học. Việc lớp này là nghỉ ngày tiết năng ngày thứ hai, tiết năng ngày thứ tư và tiết năng ngày thứ sáu chẳng hạn đó, thì cho đến cuối năm ra về thì không học, luôn là xếp ở phía cuối này, là bằng cái số như vậy. Tùy thuộc vào từng lớp, thông thường là mỗi khối như nhau, nhưng tùy thuộc vào từng khối một. Không học thường xếp vào cho từng khối một, là chú ý nhé, từng khối một đó. Thì chỗ này là chỗ vô cùng quan trọng, và chú ý nhé, chỗ này là cái chỗ không học này, là cái chỗ mà rất nhiều giáo viên là không hiểu có gì cả, cái lơ ma lơ mơ mà cứ bấm bừa bấm loạn xạ. Chỗ này là chỗ các bạn chú ý nhé, nó nằm ở chỗ này nhé. Lệnh chính này, siêu chức môn học này, và đây là không học,
Đó. Học về xét cho từng từng khối lớp ở đây, tôi chọn cho khối lớp, chọn cho khối 10, 11, 12 đây, chọn khối 10 chẳng hạn, là xét cho khối 10 chẳng hạn, cho 11, 12 riêng chẳng hạn, rồi 12 nó chọn là nghỉ là thế. Ví dụ như tôi không, tôi tùy thuộc vào từng 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 khối một nữa nhé. Đúng đây, đây là sẽ là buổi sáng, là đây là không học vào buổi sáng đây, và cái ô này ví dụ lấy ví dụ như vậy nhé, bấm nút thiện là xong. Đấy nhé. Như vậy nó phải chính xác luôn theo từng cái một đây, từng 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 khối một mà từng. Như vậy thì như vậy làm sao nên tao chú ý là như vậy về nguyên lý nhá. Về nguyên lý là như sau này. Về nguyên lý là gì? Về nguyên lý là như sau là tổng số tiết được phân công giảng dạy trong trong một lớp nhá, trong một buổi đấy, cộng với là chào cờ, cộng với một chào cờ, cộng với cái số lượng không học, cái số lượng mà không học được xếp tổng này phải đúng và đúng phần vào 30, các bạn tính trong từng lớp từng khối. Để chào cờ nữa, chào cờ nó có là một, không có thì để không nhé. Đấy. Tổng ba cái này phải là đúng 30. Đấy, mà cái này thì nếu mà thông thường mà nói thì trong một nhà trường ấy, thì các khối lớp là giống nhau, chứ cái số lượng này là nó phải giống nhau ở các khối, trên lệnh vừa đặt lệnh đặt cho từng khối một. Còn chúng ta có thể sau này chúng ta đặt không học cho từng lớp một là được nhé. Về sau có thể chú ý, có thể đặt hoặc là hủy không học cho từng lớp một độc lập với nhau nhé, cho từng lớp. Khi này chúng ta làm cho làm như sau, làm như này, làm như này, làm như này. Chúng ta sẽ vào đây. Sau này nhé, chúng ta sẽ vào từng lớp một đây. Chúng ta sẽ vào cái khung nhìn. Trong khung nhìn có rất nhiều các cái view để chúng ta xem xét, chúng ta chỉnh sửa, và chúng ta tinh chỉnh. Thì là để cho bộ, thì cái màn hình mà chúng tôi đề nghị chúng ta dùng nhất là chính là màn hình là main loop đây. Chúng ta vào main loop và ở trong này chúng ta sẽ quan sát này, không học chuyện ở đây này. Chúng ta có thể, chúng ta có thể chỉnh sửa đây. Chúng ta kích đúp vào đây, kích đúp và push ở đây. Có push chúng ta bấm vào thì đang có nó sẽ hủy đi. Đấy. Nếu mà bấm lần hai push thì nó sẽ đặt. Như vậy là lệnh push này này là lệnh là đặt hoặc là hủy không học cho từng lớp một. Đấy, được chưa? Chúng ta nhưng mà chúng ta có thể vào từng lớp một, chúng ta tinh chỉnh cho nó. Như vậy trong một lớp học ở đây nhé, trong một lớp học ở đây chúng ta chú ý là như sau này. Là số lượng tổng số tiết trong một lớp này là 30 nhé, cộng với không học. Cộng chào cờ phải là 30. Tổng số tiết được phân công nhé, cộng chào cờ, cộng không học phải là 30, nó mới kín được cái này. Thấy không nào? Còn nếu không có nó sẽ hở. Tôi lấy ví dụ chúng ta đây, chúng ta bỏ nhé. Chúng ta có thể chuyển cái lớp để ý lên xuống dưới này. Đây biểu khóa mất rồi, tôi mở khóa ra nhé. Đây, tôi mở khóa. Khóa. Tôi có thể chuyển xuống này, nó sẽ chuyển xuống nhé. Và như vậy mà nếu chúng ta đặt không học, tổng số lượng không học nhé, cộng với chào cờ, cộng số lượng phần được phân công ở đây nhỏ hơn 30 cái trường này, thì khi đó thì máy tính xếp, máy tính sẽ có thể ô trống ở giữa đây. Nhưng thường biểu như vậy thế này là rất xấu, còn đây là còn là sai mà về lý thuyết không thể. Học sinh đang học sẽ nghỉ rồi nửa trường rồi học tiếp ở cuối, cái giờ này học sinh nó sẽ ở Mỹ ảnh hưởng lớp khác ngay. Thế này là một thứ biểu sai nhé, vì mà logic thì không sai, nhưng mà về mặt gọi là mặt đạo đức là sai, về mặt nguyên lý của thứ biểu là sai. Không cho phép là học sinh lại có thể nửa nghỉ ở nửa nửa chừng, có thể nghỉ ở cuối thôi, nghỉ ở cuối đi về thì được, không thể nghỉ nửa chừng, lúc đó nó sẽ làm loạn lên ngay ở trong lớp. Trừ khi lớp này là học riêng ở một chỗ, một cái địa điểm trường riêng thì ta thoải mái, còn học chung trong một nhà trường cạnh nó là có lớp khác, và như vậy trường hợp này là bị sai nhé. Đó, cái này là cái rất tỉ mỉ chúng ta phải chú ý. Cái này là cái người sẽ không hiểu, họ rất là thành thạo, họ nhìn biết ngay như vậy chuyện này là sai. Vì sao mà chúng ta chưa đặt cái khoảng đây? Bây giờ chúng ta phải chuyển lên, sau đó chúng ta đặt khoảng cái đúp vào đây. Nhưng mà chúng ta có thể là tinh chỉnh, chúng ta có đặt thủy không cho từng lớp một tinh chỉnh. Nên những cái trường học của nó phức tạp, trường chuyên lớp chọn đấy, hay là các trường điểm, hay là các trường vùng sâu vùng xa, nó rất đa dạng. Thì một lớp học nó sẽ khác nhau, thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tinh chỉnh. Được chưa? Thế như vậy là không học nhé.
Đây là mảnh rất quan trọng, đây là mảnh mảnh quan sát và tinh chỉnh đấy. Rồi, cái này các thầy cô xem sau với cái tôi nói rất nhiều lần rồi, các thầy cô có thể xem xét những cái bài giảng của tôi từ các lần trước nhé. Bây giờ tôi nói tiếp sang lần lúc nãy. Như vậy là thì như vậy chúng ta đã xong cái phần không học và chào cờ. Bây giờ sang tiếp theo là xếp môn học. Chúng ta sẽ xếp trước một môn học nào đó cho toàn trường. Thì thông thường là xếp trước sinh hoạt. Đó, được chưa? Sinh hoạt đây. Thậm chí chúng ta có thể xếp trước các môn học khác đấy, nhưng đây cho phép thoải mái nhé. Như trường chúng ta, ví dụ trường chúng ta cái môn thể dục là môn rất là khó, ví dụ là môn là thầy thể dục dạy cho toàn trường, chúng ta có thể xếp trước cho thầy thể dục và xếp trước sao cho hợp lý nhất. Chúng ta xếp thể dục cho toàn trường, sau chúng ta vào cho tinh chỉnh cho các thầy thể dục trước. Vì thông thường cái ông thầy thể dục là cái ông mà thường dạy kín mà rất là bận, không hầu như không hở ra, và chúng ta nên xếp trước cho cái anh đó đi. Ví dụ lấy như vậy. Vậy cái lệnh này, lệnh này là cái lệnh mà không phải chỉ là xếp cho môn sinh hoạt đâu, mà là xếp trước cho toàn bộ. Nhưng mà sinh hoạt đặc biệt, môn sinh hoạt là cái môn sau, môn sinh hoạt là cái môn mà dành giáo viên chủ nhiệm, thì phần mềm sẽ coi là ai là dạy sinh hoạt thì đó là chủ nhiệm. Và khi mà xếp tự động 100% ấy, phần mềm sẽ tự động khóa cái môn sinh hoạt lại. Cái môn hacker môn khác thì không khóa nhé, chỉ khóa mỗi sinh hoạt thôi. Đấy. Tiếp theo là giáo viên chủ nhiệm là cái gì? Đây là cái tiết như sau, là cái tiết mà phần mềm sẽ tự động xếp một tiết ở bên cạnh tiết sinh hoạt. Khi tiết sinh hoạt rồi, cô vừa chủ nhiệm lớp 10A, đồng thời dạy văn lớp 10A, thì họ sẽ xếp một tiết nào đó bất kỳ cạnh tiết sinh hoạt để cho cô này cô không phải đến rồi cô lại về ngay, thì nó không thông tiện đến dạy tiết sinh hoạt, sau đó là ở lại luôn dạy luôn cái tiết thứ hai. Thì đấy như vậy là hai, như vậy là trong cái lệnh này xếp môn học mà cái lệnh này xếp trước là lệnh chuẩn bị xếp trước cái này, là lệnh gồm có 4 lệnh: một là xếp chào cờ này, hai xếp không học này, ba là xếp tiết sinh hoạt là xếp ra bên chủ nhiệm, và xếp tiết thêm cho người chủ nhiệm. Thì trong 3-4 lệnh thì cái lệnh sau cùng này có thể bỏ qua, còn 3 lệnh chào cờ là bắt buộc nhé, không học là bắt buộc nhé, và sinh hoạt cũng là bắt buộc. Chú ý. Khi xong rồi thôi thì chúng ta coi như chúng ta xong được cái bước này, chúng ta xong được cái bước là bước 4 này. Đấy. Bước 4 này thôi, nhưng mà tôi quan sát thì rất nhiều nhà trường là bước này lại bị sai, đúng là lúng túng lắm, mà đừng mà cái bước này mà sai sang bước sau là sai hết. Đấy, bước này. Cái bước 3 là cái bước tập trung giảng dạy đã khó rồi, rất khó rồi, rất là nhằng, sang bước 4 này cũng rất khó nữa. Thì các thầy cô chú ý là cái bước 3, bước 4 là 2 bước quan trọng nhất nhé. Nó tỉ mỉ nhất, cẩn thận nhất, chỉnh chu nhất và rất dễ sai nhất. Phần lớn là sai, các thầy cô sai là do cái bước 4 này. Do là khi chúng ta đặt không học quá nhiều, đặt họp quá nhiều, từ đó cho nên là nó bị thiếu, dạ để thiếu, nó báo lỗi rồi, nó lung tung, nó đủ các loại lỗi. Nói chung là có hàng tỷ các loại lỗi khác nhau. Mỗi một trường là một kiểu, mỗi thầy cô là một kiểu, rất là nhiều khi rất là khó mà. Rất là khó mà để mà hỗ trợ đấy. Chứ tôi nghĩ là các thầy cô đều khuyên là cứ copy cho tôi cái file, tôi buổi sửa nhanh hơn là đợi tôi dẫn các thầy cô làm lâu hơn. Được chưa? Đấy. Ví dụ như các thầy cô đi xe ô tô nó bị vướng, đâm như đứng khác, thì tôi lái hộ luôn cho các thầy cô cho nhanh, chứ còn lại bảo là phải đi phía trước, là phải sang số, là phải giữ côn giữ phanh thì lâu lắm, lâu mới đến đích được. Cho nên là chúng ta phải học kỹ đã nhé. Khi mà xong bước 4 rồi thì coi như xong, gần như xong, chúng ta sang bước 5 là cái bước mà xếp hết thì có biểu hiện. Đúng một lệnh thôi, là xếp bấm nút là xếp hết. Thì đó là cái lệnh này, là cái lệnh này. Thì chúng ta vào cái lệnh này, lệnh chính nhé, vào cái lệnh này xếp tự động 100%. Đây, lệnh này. Lệnh mà tôi đặt tên là Start và F. Thì chúng ta chú ý khi mà chúng ta xếp hết ấy, thì nói chung đa số 99,99% là xếp 100%. Ngay. Nhưng mà cũng có một số nơi là không phải như vậy, đặc biệt vì nó quá khó thì nó chịu chết, thì lúc đó thì chúng ta phải đành vào, chúng ta xếp đốt bằng tay. Xếp đốt bằng tay là cực kỳ khó đấy nhé, nhưng mà thì được cái này là sau cái chủ đề sau vậy, chứ hôm nay không đủ thời gian đâu. Thì như này nhé, khi mà chúng ta mà vào cái lệnh này, chúng ta chỉ việc bấm nút là chờ nó sẽ xếp xong, đa số 99,99% là xếp xong, trừ ra một số chuyện đặc biệt.
Thì nếu chuyện nào mà có chuyện đặc biệt đó thì các thầy cô có thể liên hệ chúng tôi sẽ cùng các thầy cô hỗ trợ để chúng ta xếp lớp 100%. Đây, thì các thầy cô chú ý cho chúng ta quan sát một chút nhé, để chúng ta thấy khi mà chúng ta vào lệnh này thì phần mềm sẽ có một cái phần mềm sẽ có một cái bảng này. Đây, đầu tiên là kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt lại, đặt lên nhé. Tiết sinh hoạt là tiết là luôn cứng vào tiết 2 ngày thứ hai, không bao giờ sửa được, thay đổi. Một cái nữa là giữ nguyên trạng thái hiện thời, là khóa lại cái hiện thời. Cái này là cái gì? Cái này là cái như sau. Cái này là cái mà chúng ta có thể xếp trước cho một vài giáo viên, xếp trước cho một môn học. Tôi lấy ví dụ như xếp trước cho môn thể dục chẳng hạn. Chúng ta xếp trước cho một vài thầy giáo quan trọng, như thứ nhất cho thầy hiệu trưởng, hiệu phó. Thông thường cái ông thì có biểu ông xếp trước cho ông ấy trước. Ông ta là ông cái người có biểu là ông ta là người là cái ông mà thầy có biểu ông phải là người thầy có biểu là phải đẹp nhất trường, tất nhiên rồi. Nhé. Sau thì chúng ta bấm đây là để khóa quay lại, không thay đổi nữa. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút bắt đầu. Phần mềm xếp sẽ được đi qua là 4 bước, là 5 bước thì như sau. Năm bước này là như sau nhé. Bước 1 là kiểm tra cái điều kiện vật lý và logic. Nếu mà gặp lỗi vật lý thì máy tự bắt dừng lại ngay. Cái này có rất nhiều, cái phần kiểm tra này rất nặng nề đấy nhé. Tôi nói thêm một chút cho bạn chú ý nhé. Riêng cái phần kiểm tra này, riêng cái phần coding nhé, coding để kiểm tra cái phần cái vật lý này, các bạn biết là bao nhiêu không? Chúng tôi đã từng in ra để chúng tôi kiểm tra cái phần coding này, in ra cái khổ giấy A4, in ra cái phông chữ là phông chữ QE và với kích thước là 11 nhé. Mà riêng cái phần 1 này là 100 trang. Để các thầy cô thấy nó phức tạp như thế nào, nó rất kinh khủng. Riêng cái kiểm tra điều kiện này, tôi ngày xưa khi mà tôi làm cái phần này, các bạn đọc trình làm, tôi được bắt các bạn đó in ra, tôi kiểm tra lại code. Riêng phần này là 100 trang. Để thấy nó vô cùng phức tạp. Rồi khi mà kiểm tra được vật lý mà qua rồi thì mới là tiếp, không được máy, không máy dừng lại, máy báo luôn là lỗi này lỗi kia đấy. Sau lần nó làm xong, bước theo là xếp đại trà, là xếp tự động khoảng từ 70-95% công việc cho toàn trường, mà cái bước này là thỏa mãn mọi điều kiện, mọi yêu cầu của giáo viên và môn học. Đấy, phần này đấy. Phần này xong rồi thì thôi, tốt quá, phần này chưa xong, sang bước hoàn thiện. Hoàn thiện như sau, hoàn thiện là xếp tự động phần còn lại nhưng mà bỏ qua ràng buộc giáo viên. Như vậy tới cái bước này là bước của phần mềm sẽ phá vỡ mọi ràng buộc giáo viên nhưng vẫn giữ lại là ràng buộc môn học. Vậy ràng buộc môn học sẽ ưu tiên hơn ràng buộc giáo viên, nhưng mà tới bước này là xóa đi toàn bộ các ràng buộc giáo viên và coi như là coi không có giáo viên gì cả. Ta xếp bản bạn, miễn là đúng, miễn là thỏa mãn điều kiện của môn học. Bước này mà xong rồi thì ok, nếu không xong thì sang bước 4 là bước kết thúc xếp, thì phần mềm sẽ xếp bước còn lại nhưng bỏ qua tất cả các ràng buộc của giáo viên và môn học. Như vậy các thầy cũng thấy là nếu chúng ta mà đặt quá nhiều ràng buộc ấy thì phần mềm sẽ phải vào bước này thôi, và cái đó sẽ xóa đi cả ràng buộc giáo viên và cả ràng buộc môn học nữa. Chúng ta có thấy là khi mà xếp 100% là không phải luôn là hoàn chỉnh đâu, luôn là nó có cái tạo ra thầy không được, có thầy cô là rất là xấu. Thông thường khi các thầy cô mà xếp xong ấy mà đưa lên ấy thì các thầy cô sẽ thấy là rất nhiều người alo kêu tôi, bà thầy cô bảo tôi xấu quá, sửa đi, của tôi xấu quá. Và thông thường thì những người mà tốt ấy họ im lặng, không alo cho bạn, không nhiều alo cho bạn là bạn giỏi quá, của tôi đẹp quá, không alo bạn, chỉ những người xấu mới alo thôi. Cho chúng ta cảm giác là chúng ta bị thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đa số một nửa già nửa giáo viên là tốt đấy, nhưng họ im lặng. Chỉ một vài ông là vừa khó tính mà là vừa hay kêu thì mới kêu thôi. Thì chúng ta yên tâm là khi đó chúng ta sẽ phải sang bước tiếp theo là chúng ta tinh chỉnh và chỉnh sửa, được chưa? Thì về chỉnh sửa, chúng ta chú ý là chúng ta không có quá nhiều, nó phức tạp lắm, nhưng mà đây tôi sẽ nói nhanh nhé. Khi mà chúng ta sang cái phần tinh chỉnh đấy, sang phần tinh chỉnh ấy, thì đây quan sát và tinh chỉnh giáo viên thì phần này là phần rất là phức tạp, nhưng mà tôi nói nhiều lần rồi, tôi không muốn lại nữa, mà cái này tôi chỉ nói vài câu thôi. Tức là chúng ta sẽ sang cái màn hình, chúng ta phần mềm này có rất nhiều màn hình main loop, màn hình chip view, màn hình 2B view, màn hình show on, màn hình pro teacher và một màn hình nữa mới tinh nữa đây. Và không nhìn nhé, chúng ta có màn hình là main loop này, màn hình show on này, màn hình 2B view này, màn hình pro teacher và màn hình chip view nữa. Và ngoài ra có thêm một mới là main loop 2B. Cái màn này là màn hình giống như là main loop nhưng mà nó dành cho các lớp, các trường 2B.
Nếu trường nào mà các bạn làm 2B thì các bạn sau khi các bạn xếp xong các bạn vào đây các bạn tinh chỉnh. Thì ở đây chúng ta có thể kéo thả một cái tiết từ sáng xuống chiều. Còn cái 20 view không, những 20 view này là chúng ta vẫn nhìn thấy cả sáng cả chiều, nhưng mà không được phép là kéo thả một tiết từ sáng xuống chiều đâu nhé. Đây vẫn là thực ra view ở hai bên nhưng mà vẫn là sáng riêng chiều riêng. Còn chúng ta phải vào cái tính năng là vào cái main loop 2B này nhé. 2B này thì ở đây chúng ta không vào được vì mình cái trường này không được. Muốn vào 2B này thì phần mềm phải thỏa mãn hai điều kiện, một là tất cả các lớp phải học sáng chiều, hai là tất cả các lớp đó phải là phân công giảng dạy sáng chiều là phải giống nhau. Còn nếu chỉ còn một chỗ khác nhau thôi là máy hiện ra phải ra là phải báo lỗi ngay, nên chúng ta chú ý nhé. Đây nó không vào được là vì thế nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ như vậy tôi sẽ nói nhanh sang cái phần này, phần tinh chỉnh chúng ta hay dùng nhất là cái main loop này. Main loop nó có rất nhiều tính năng, nhưng mà cái tính năng mà hay dùng nhất chính là cái tính năng là kéo thả. Ở đây cái chuyện này tôi mở rượu khác, cái chuyện này nó khóa hết lại rồi này. Để tôi sẽ mở khóa nhé, cho toàn trường. Chuyện này nó khóa nhiều quá này, cố định này, cài đặt và hủy khóa sáng đi, hủy khóa dữ liệu cho gặp cho toàn trường nhé. Hủy khóa toàn bộ cũng thực hiện. Đấy. Thì như vậy chúng ta sẽ hủy sổ, chúng ta tha hồ, chúng ta sẽ tinh chỉnh. Thì tinh chỉnh như sau này, chúng ta bấm nút này thì ở trên này sẽ làm phần này sẽ nhìn thấy một lớp và một giáo viên. Đây là giáo viên đây. Thì bấm nút toán, môn toán đây, dưới này trên là giáo viên toán đây. Bấm nút địa lý, đây sẽ giáo viên lý. Thì thông thường một tinh chỉnh chúng ta thường là chỉnh giáo viên là chính. Để chúng ta có sẵn giáo viên dưới này nhé. Bây giờ xấu chúng ta sẽ chỉnh. Tôi lấy ví dụ nhé, đây là tìm giáo viên nào xấu này. Chúng ta chú ý là trong một nhà trường thì khái niệm là xấu đẹp là hoàn toàn tương đối nhé. Một trường có biểu này với giáo viên A là xấu, giáo viên B là đẹp. Cho nên cái giáo xấu đẹp là một khái niệm rất là tương đối. Một giáo viên ở ngay cạnh trường thì họ cần đi, họ nghỉ lúc nào họ nghỉ, họ về nhà, họ ta có nhà thoải mái, không tính là phải là liền hay giáp cách. Còn ở xa thì phải sẽ liền nhau chứ cách thì là không thể là xấu. Còn ở gần trường thì thoải mái, được chưa? Đấy, bây giờ lấy cũng như vậy. Ví dụ một cái giáo viên này mà nghỉ một tiết ở đây thôi thì là người với người trẻ thì chả sao, và như người già họ khó tính, nhưng mà tôi cũng tiết chống này thì không hay lắm, đối với tôi là xấu. Hay là chỗ này là một ngày có một tiết thôi, một buổi một tiết thôi, thì đối với tôi thì đối với người khó tính thì bảo là xấu, thì người hơi tính mà thôi chả sao cả. Cho nên rất là tương đối. Thì tôi cứ làm thử nhé. Đây là cái tôi bấm này, tôi bấm vào đây thì đây là tiết gì, đây chính là cái tiết thì đây là lịch sử đây này đó. Bây giờ vì họ bảo, bây giờ nó bảo tôi là hãy chuyển tôi từ đây vào đây, chuyển được không? Thì chuyển vào đây thì ông này là ông chi thì là tốt quá, nhưng mà vào đây cái phá vỡ sửa mất cái ngữ văn này thì sao mà làm được đấy chứ? Phá vỡ ngữ văn của cái lớp của anh ta, lớp 10DA2 này. Như vậy muốn chuyển từ đây vào đây là ta phải dịch chuyển ngữ văn này đi, được chưa? Đấy, rất là khó luôn nhé. Hoặc là như này, hoặc chúng ta vào đây, chúng ta bấm vào cái 12D2 này. Bấm ở đây này, 12D2 này, cái chỗ này nhé, cái chỗ này này chúng ta có thể là, nói chung là cái chỗ này bạn nào phải là cái người mà chơi cờ nhiều, chúng ta quan sát và chúng ta tính trước các cái nước cờ thì chúng ta mới làm tính toán được, chúng ta chỉnh bằng tay mà. Nhưng cái chỉnh hay nhất là chúng ta tỉnh mà đây, chúng ta tinh chỉnh bằng cái này. Đây tôi cho ví dụ cái lệnh nhé, đây thấy ví dụ. Cái chuyện này nó lập trình nó quá tốt rồi, tôi tìm một giáo viên xấu đi. Tìm rưỡi rồi không thấy ai xấu cả. Tôi được tạm thời nhé. Đây. Rồi, cái tôi là phải ở được đấy. 11A4 của cái Hoàng Thị Liễu nhá. Bây giờ mà tôi sẽ muốn chuyển sang bên này cho nó. Thì bên này chính là tiết là giáo dục kinh tế pháp luật đây. Có thể chuyển được. Tôi sẽ bấm vào đây và tôi sẽ kéo thả sang bên này. À, trước khi kéo thả thì tôi sẽ phải dùng cái đây, tôi sẽ dùng cái ở đây sẽ là mô tả các cái thuật toán của cái lệnh kéo thả. Lệnh thì đều có rất nhiều lệnh nhé, đây rất nhiều thuật toán khác, rất nhiều thuật toán khác nhau nhé. Thì thuật toán là sau này cũng rất là hay, thuật toán là tôi dùng còn hay nữa này, tinh chỉnh thuật này là hay này, thuật này là hay này, thì chỉ động thì cũng được.
không không tốt lắm. Cái tùy các bạn, những cái này các bạn tìm hiểu thêm, tôi không, hôm nay tôi không có thời gian để tôi sẽ bỏ qua nhé. Ở đây tôi dùng lạnh này là không, là không ăn này. Bởi vì sao? Bởi vì cái anh khác này hình như bị khóa hết, tôi kiểm tra nhé. Để tôi dùng cái lạnh này, tôi dùng cái lạnh là tinh chỉnh tối ưu này. Thử nhé, tôi bấm vào đây, tôi kéo thả này. Sau bên này này. Đấy. Đấy, như vậy là được, đây là lạnh được nhé. Nhưng mà tôi xem xét xem là có những ai sẽ bị ảnh hưởng. Đây. Đây nhé. Giáo viên Liễu này, giáo viên Liễu sẽ đây, giáo viên Liễu nhìn vào đây, giáo viên Liễu nhé, chuyển từ đây sang đây nhé. Đây, giáo viên Liễu đây, Liễu ở dưới này này, chuyển từ đây sang đây đúng không nào? Thì giáo viên Liễu chuyển từ đây sang đây thì là ngon lành. Đây, bên này là trước, bên này là sau, bên này là lớp đây này. Giáo viên Liễu nhé là bên này chuyển đây, giáo viên Liễu là tốt lên này. Tôi sang giáo viên thứ hai là giáo viên Tuấn này. Tuấn này sẽ chuyển từ đây xuống đây. Nhưng mà cái ông Tuấn vẫn đang dạy ở 12 A4 đây này. Ông Tuấn vẫn đang dạy ở đây. Ông đó sẽ được chuyển về đây. Hay không nào? Hay như ông này là cũng xấu đi nhưng không xấu đi lắm. Như vậy là ok. Sang giáo viên Thủy. Thủy chuyển từ đây về đây. Đấy. Trước và sau đây. Và cuối cùng giáo viên Xuân chuyển từ đây lên đây. Như vậy với lệnh này là giáo viên Liễu là tốt lên. Ba giáo viên Tuấn, Thủy và Xuân không xấu đi lắm, thay đổi một chút và tôi thấy là ok, bấm nút là kết thúc xong. Như vậy đã làm xong được cái hàng thí liệu này. Chúng ta dựa vào là tinh chỉnh tối ưu. Các bạn chú ý, các bạn ưu tiên dùng cái tinh chỉnh tối ưu này trước nhé. Dùng cái này tốt rồi, không được dùng sang cái này. Cái này mà không được dùng sang cái này, và cái này không nữa thì dùng sang cái này. Sau cùng mới sang là cái này và sang cái này. Như vậy có 1 2 3 4 5 6 7. Bởi đó thì cái này giữa cái này thì hầu như không dùng được. Còn ba cái sau là tức là có chút tôi yêu là tốt hơn nhé. Còn ba cái trước thì là cũng tốt nhưng mà không tốt bằng. Đấy, cái này là sâu sắc về về thuật toán này thôi, các bạn cứ bỏ qua đây nhé. Mỗi cái này là một lô đoán tiến sĩ đấy nhé. Một cái toán này là một thứ rất phức tạp đấy. Thế như vậy là tôi vừa mô tả các bạn cách chúng ta tinh chỉnh, mà đây tôi chỉ mô tả một vài lệnh thôi. Còn thực ra có rất nhiều lệnh, để chúng ta bấm cái nút nó có lệnh sau đây này. Có những lệnh chúng ta có thể xếp tay vào đây này, xếp tay này. Đấy. Bên này chúng ta quan sát được các cái thông tin của từng lớp một, của từng giáo viên một. Bấm chuột phải. Có các lệnh để xóa tất cả này, chuyển đi, đánh dấu này, rất nhiều mà khóa dữ liệu này. Đấy. Để các lệnh, để các nút lệnh của nó nữa. Vậy riêng trong mô hình này là nó có khoảng hơn 50 lệnh. Hơn 5 cái lệnh khác nhau, rất là phức tạp. Thì chúng ta phải làm học từ từ thôi, không có đọc khác cả. Nên các bạn sẽ đọc các phần trong chương trình, nó có cái phần trợ giúp ấy, chúng ta quan sát. Chúng ta có một cuốn sách dày mấy trăm trang ấy, chúng ta có thể xem nhé. Rồi thôi, nhưng hôm nay tôi chỉ trình bày như vậy thôi. Chúng ta đã quá rồi, tôi xin phép dừng lại ở đây nhé. Có gì các bạn cứ các bạn nên join vào cái nhóm mà thấu biểu, các bạn cứ bạn nên hỏi nhau ở trên nhóm đó nhé. Ở đây các bạn này, đây tôi xem một chút, các bạn vào cái nhóm này này, các bạn vào cái nhóm ở đây và chúng ta trao đổi với nhau. Đây là tôi một chút nhé. Đây, các bạn vào cái nhóm này này, vào cái nhóm là đây, thưa các biểu này, hình như tôi là 1,7 ngàn người thế này. Chúng ta trao đổi với nhau trong này thôi nhé, trao đổi với nhau trong này. Chúng ta thấy ít bạn hỏi lắm, các bạn hỏi nhau đi, các bạn hỏi nhau và rất trong nhóm này của chúng ta có rất nhiều thầy giáo là rất giỏi rồi. Các thầy đi trước, các thầy đã dùng trong thời gian, các thầy dạy cho các bạn các lời khuyên rất tốt nhé. Thôi, nhóm này tôi phép được dừng lại ở đây nhé. Xin chào tất cả mọi người.